Chào các bạn. Tình hình là tập 3 của series chế tạo nhà bự thách ở trong đó đã đạt hơn 300k like các bạn. Nên Dương đã hứa hôm nay là mình sẽ ra tập 4. Và tập 4 này sẽ làm nhà bằng gạch nha các bạn. Đây, một đống gạch luôn, 10.000 cục. Mình sẽ giới thiệu người chơi nha. Bé ăn. Ăn Phú Hồ. Lý trước ăn thắng á anh. Dạ đúng rồi anh. 73. Dạ. Lý trước ăn thắng. Bé Đại tạp gì thì mơ đúng không? Em cũng thắng luôn anh, nhưng mà đã thắng trong lòng hâm mộ. Rồi anh Dĩ thì tạp gì vô la lội hả em? Đúng rồi. Tú. Em nhường lại cho những người kém may mắn hơn mình anh. Tú với Toàn thì chủ yếu là tham gia cái này để trải nghiệm bản thân thôi. Nếu bạn nói tại sao nó vô nó góp vui là no. Nó trải nghiệm bản thân các bạn. Bạn thấy là nó yếu đuối thì nó phải càng chơi những cái game này để trải nghiệm bản thân giúp rồ hơn đúng không? Tự chứ cho nó không cho nó chơi nó không biết xây nhà là gì sao các bạn. Để mốt nó có gì nó nghĩ làm YouTube thì nó đi xây nhà hự hồ đâu. Rồi bạn này là khách mời. Anh tên gì? Mình tên Bình, mình đến từ Lái Thiêu. Anh Bình đến từ Lái Thiêu. Rồi tiếp theo bạn này. Mình tên Tài đến từ Tiền Giang. Bạn Tài đến từ Tiền Giang. Xa đấy. Bạn này. Mình tên Quyết, mình đến từ Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Quyết đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh này. Chào mọi người. Mình tên là Hạnh, mình đến từ thành phố tương lai của Bình Dương, thị xã Tân Uyên. À Tân Uyên. Tân Uyên Bình Dương các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nam, mình đến ở từ Phú Giáo Bình Dương. Phú Giáo Bình Dương. Gần cầu Gãy á. À. Ok, nói chung là mình vừa mới giới thiệu xong hết 10 bạn nha các bạn. Ok, và lý hôm nay 10 người sẽ được mình cấp mỗi người một mảnh đất các bạn. Dưới đây các bạn thấy là mình có găng dây nè. Mình rào lại là một mảnh. Nói chung là mình chia là 10 mảnh để các bạn. Và sẽ cấp mỗi người một miếng. Sau đó mỗi người sẽ tự xây một cái căn nhà bằng gạch nha các bạn. Nhưng mà xây nhà gạch thì sẽ xây chuẩn là gạch nè, đá nè, xi măng nè, cát nè. Rồi có cả máy nữa các bạn, máy tôn rồi máy lợp rồi các kiểu nữa. Xây chuẩn một cái căn nhà gạch luôn nha các bạn. Và ai làm đẹp nhất thì sẽ được 9 sao, ai làm xấu nhất thì sẽ được 0 sao. Và số sao càng lớn thì sẽ được bên ekip cấp nhiều đồ hơn nha các bạn. Tivi, tủ lạnh đâu các kiểu. Ồ, có cái điện đấy. Không có biết bật bí, không có nói được các bạn, nhưng mà sẽ có đồ ngon hơn những người khác. Đầu tiên thì mình sẽ cấp đất với bạn. Lô đất đầu tiên ngang 2m4. Chúng ta sẽ quay random xem là thuộc về người nào với bạn. Nam. Bạn Nam đã được ô đất ngang 2m4. Quá rộng vậy bạn ơi. Rồi với cái ô đất này mình có thể xây được một cái biệt thự rất là bự. Ủa thiếu cái sẻ cơ ta. Đây. Trong cái lô đất là sẽ được cấp là cuốc sản rồi bay đồ dụng cụ để xây nhà các bạn. Rồi tiếp theo là ô đất 2m4 để xem thuộc về ai các bạn. Ủa chưa, à quên, chưa bật cái chế độ không lặp lại. Rồi ok lỡ ha. Ô thứ hai là 2m1 nha, thử cái thuộc về ai nha. Là bạn Nam chút bỏ ra nha các bạn. Rồi Tài. Rồi anh Tài đã thuộc biết đất 2m1. Rồi tiếp theo là ô đất 1m7 nha. Bên. Rồi anh Bình được miếng đất 1m7. Rồi tiếp theo là lô đất 1m9 nha các bạn. Quyết. Rồi bạn Quyết được ô này. Rồi tiếp theo là ô đất 2m nha các bạn. Nam có gọi đúng không? Quay lại nha. Toàn. Rồi ô đất này đã thuộc về Toàn. Rồi tiếp theo là cái ô đất rất là đẹp luôn bạn. Đẹp nhất trong cái miếng đất này luôn. Ngang 3m nha. Bé vậy được miếng đất 3m. Wow, bự vậy. Em có muốn nhường lại cho người kém may mắn không em? Thôi được. Rồi tiếp theo là ô này cũng khá là đẹp, 2m5 nha các bạn. Mình đang phân lô trên nền đó. Tú. Rồi tiếp theo là ô đất 2m4. Ăn. Yeah. Nói chung là khu này là khu này là 2m mấy không bạn, khu đại gia mà. Để xem biến 2m5 được về ai nha. Rồi Hạnh được biến 2m4. Và miếng cuối cùng này có bao nhiêu là thuộc về Đại nha, đây có bao nhiêu. 2m2 cũng gần 2m4 luôn á Đại. Vô luôn. Yeah. Nói chung là nguyên một cái giải này là 2m4, 2m5, 3m thôi bạn. Còn khu bên kia là có mét mấy không à. Và bây giờ là 10 người chơi là sẽ sử dụng là xi măng, gạch đá rồi các kiểu. Mỗi người chỉ có 1.000 viên gạch thôi, ai mà xây lố 1.000 viên là ghét chịu nha bạn. Và 10 người chơi sẽ có 48 tiếng để xây nhà nha bạn. Mình bấm bắt đầu là bắt đầu chơi nè. Đó rồi mấy đứa chơi ơi. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mỗi người sẽ sử dụng là 1.000 viên gạch và 2 bao xi măng để xây nha bạn. Ai xây lố thì ráng chịu, xây nhà bị hư ráng chịu.
Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, hoàn thành căn nhà thì chui vô đó và thử thách thôi. Ok, vẫn như thường lệ, bạn đi hết cái series xây nhà của mình thì để lại một like nha bạn. Đặc biệt là video này đạt đủ 300k like thì sẽ có tập 5 nha bạn. Mỗi clip xây nhà này thì mất khoảng một tuần lễ để hoàn thành và up lên đó bạn. Nên các bạn cố gắng like 300k like thì mình mới làm tiếp nha. Do là nắng nóng nè, rồi tốt sức đồ các kiểu thì mình không có spam được. Nhưng mà đủ 300k like sẽ có tập kế tiếp liền nha bạn. Ok mọi người, chơi đi. Đầu tiên là mình nha bạn. Thì mình chọn được một cái lô. Cái lô đất này nó chọn mình các bạn. Và hiện tại thì cái lô này nó quá là nắng, không thể nào mình làm nhà được các bạn. Thành ra là mình bắt buộc phải dựng bạt lên như thế này cho nó mát. Sau đó thì mình mới bắt đầu mình làm nha. Treo lên đây, sau đó bỏ mấy cục gạch kê lên các bạn. Sau khi mình làm xong cái mái che thì được như thế này các bạn. Thờ luôn, mình thờ với ông bạn tổ chức là ông cắt cái tấm bạt nhìn đúng xấu luôn các bạn. Nó chỉ được cái bề dài thôi chứ bề ngang nó đúng xấu luôn á. Chửi hẳn luôn á. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái móng mà mình nói thật với các bạn là đó giờ mình chưa hề làm cái gì liên quan tới phụ hồ nè. Nào là trộn hồ, nào là xây tường, mình chưa hề học ở đâu hết các bạn, mình cũng chưa hề thực hành luôn. Và bây giờ mới được thực hành nè. Bữa giờ mình coi trên mạng không mà mấy bạn biết mình xem ai nhiều nhất không? Anh Lộc Phụ Hồ. Mình cài view chắc cũng phải cả ngàn view về mấy cái vấn đề làm nhà rồi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm thử và trải nghiệm luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ trải đều nền đất ra trước. Hiện tại thì có nền cao nền thấp thôi. Nói thì lý thuyết vậy thôi chứ thực hành thì không biết sao. Giờ trời nắng quá mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ uống một miếng xì tinh. Rồi mình vô chỗ mát mình ngồi rồi xíu mình làm nha. Mát mát rồi làm. Chào các bạn nha. Chiến thuật của mình là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Thật thứ vô cực. Mình sẽ xây nhà theo kiểu anh lời thường. Chứ xây mà kiểu ô đó, giống cái toilet đó. Vô ở mà kiểu nhà như toilet ở là chết không được. Mình phải xây cái nhà phải xịn xịn lên. Và kể nào mình cũng được chính sao rồi. Thật ra mình giấu các bạn bấy lâu nay rồi. Ba mình đã có kinh nghiệm 30 năm làm hồ. Thì các bạn cũng đã biết đó. Mình là con của ba mình mà. Chắc chắn mình sẽ không làm được. Tại vì mình không có kinh nghiệm để làm hồ các bạn. Nên giờ mình sẽ làm theo lý trí mình luôn. Nay mình quay vô cái ô này là đúng là rất là nắng các bạn ơi. Mình phải là dựng cái bạt trước. Trước tiên phải ăn cương để mới lạc nghiệp được. Rồi mình bây giờ mình bắt đầu đào móng. Rồi xây thôi các bạn. Rồi hiện tại là hơn 12 giờ trưa, vợ khách mới có thử thách xây các bạn, mất chưa được 3 tiếng nữa. Và đại xây được dàn móng rồi này. Đúng rồi. Với lại nửa cây cột. Rồi phỏng vấn đó ăn trưa rồi. Ăn gì đã với em? Cơm gà phi lê tiêu. Làm cái sáng giờ mệt quá nên ăn cái cho nó có sức làm tiếp. Vậy hả, ăn cho nó sức hả? Đúng. Qua bên đây có thấy đây có ai bên đây. Cái này là của bạn khách mời các bạn. Nhà xây khá là đẹp rồi. Giờ tao biết phải của An rồi. Hôm nay là của An nha các bạn. Ủa cái thước này của ai ạ? Dạ của em. Ủa nhớ anh mua cho em cái thước 2 mét lần giờ còn có 1 mét nữa. Sao cái thước này yếu chứ à? Em đạm cái nó cong vòng. Thước này bằng nho. Đây làm nó đạm cái cong vòng bẻ luôn à. Thì An này cũng đang xây cái móng nha các bạn. Mình hấp máy quay cho mình thấy cái móng đó hình như nó hơi bị lịch lợt rồi cái kiểu các bạn. Dạ thật ra là em cố tình á. Để nó hấp hơn nghe không? Cây á. Dạ em cố tình á. Sau khi xem hết cái khóa học của thầy Lộc thì em xây được vậy á em? Dạ thì em rút ra kinh nghiệm là lý thuyết thì rất là dễ, còn thực hành thì rất là khó luôn. Thầy Lộc mà thấy này chắc thầy Lộc khóc chảy nước mắt luôn. Em học sinh cấp học mà anh. Rồi tiếp theo là của Tú hả? Ủa Tú xây được gì vậy Tú? Anh nói nguyên hẹn á. Really nigga. Là cái này là gì? Không có gì hết rồi, không có gì. Chưa, luôn nè. Hay không anh. Xây được, xây cái hẹn đó thôi hả? Đúng rồi, em có điều đặc biệt à. Đặc biệt á là xi măng người ta tịnh vô cục gạch á là sẽ dính. Còn em nè. Không. Ủa sao không dính được cục gạch luôn kìa? Xi măng nhiều quá. À nó trộn nhiều xi măng quá, nó trộn cát, sao trộn cát em? Cát em trộn quá chừng. Sao không dính nữa được? Không biết nữa. Chắc cái bữa đó chắc em cúp tiết thì phải. Em có học thầy Lộc không? Có anh, mà bữa đó em đau bụng quá nên em phải xin đi ra nhà vệ sinh.
giải quyết. Bà hài lòng dạy phù hồ thôi chứ đâu dạy lên hở đâu. Rồi vậy được miếng đất dài 3 mét rồi mà xây chén với em. Mới có nhiêu đây à, không được nửa miếng nữa. Đâu phải bự là ngon đâu anh. Nó bự quá. Lúc em đào cái móng rồi thấy tốn thời gian à. Rồi mình qua tò cái nữa. Rồi tiếp theo là bé Toàn. Sao anh? Con trai của Hợ Hồ với bạn. Anh nhìn em thấy biết em Hợ Hồ rồi. Ok. Chưa giờ xây được có 2 hàng thôi các bạn. Vậy là đỉnh lắm rồi hả? Bài em thấy chắc là bài em sẽ rất là hạnh diện về em. Đúng rồi anh, hạnh diện liền. Câu này là của bạn khách mời nha bạn. Ông xây cột trước. 1, 2, 3 cây cột trước. Ở đây là của anh áo đỏ này. Xây được 2 cây cột cao rồi nha. Ủa sao cây cột phải gã, 2 cây cột nó gã vô nhau luôn rồi nè. Lỗi kỹ thuật nghiêng vô nhau luôn nha các bạn. Đây còn cái căn nhà mà đỉnh nhất là cái của anh này nha các bạn. Đã xây được cái cột rất là cao nè. Bên kia cột nữa rồi bắt đầu xây tường luôn rồi. Anh Nam này nãy giờ giấu gời nè. Nói là không phải Hợ Hồ được mà xây gì là chắc Hợ Hồ quá. Đây ông xây tới tường luôn rồi. Ông căng dây rồi cái kiểu nữa nè. Nhìn chuyên nghiệp nè. Toan rồi. Rồi hiện tại là 9 giờ tối và đã xây được 11 tiếng nha các bạn. Hiện tại là 10 người nhưng mà chỉ còn có 3 người còn làm ca đêm thôi các bạn. Đó chính là bé Dĩ nè. Thường là người ta nói là cặn cù bù siêng năng các bạn. Nó xây kém thì nó phải làm đêm như vậy. Đúng các bạn coi nè. Cả 11 tiếng mà nó xây chứ được có cái móng gì nè. Bây giờ xây cột. Cái đốt nhang nữa. Rồi người tăng ca thứ hai chính là cụ An nha các bạn. An thì xây là đỉnh hơn Dĩ miếng à, xây được 4 cái cột. Rồi chết tường ở đây nữa hả? Dạ. Như cái cầu vậy ông nội ơi. Xô le. Em cũng kinh nghiệm anh ơi. Là này em chơi máy nghiêng á. Không sao chúng ta cần cầu buồn siêng năng mà. Dạ, mình rồi. Xây gà thì mình phải làm nhiều hơn mọi người đúng không? Dạ. Giờ biết phải làm hồ cực lắm. Rồi và cuối cùng chính là bạn khách mời. Bạn này mình thấy xây ưu tiên xây cột trước các bạn. Bạn này xây 4 cái cột trước. Dắt từ từ làm sao. Đó, bạn này rất là chăm chút luôn. Từ trưa giờ thấy là vú từng một miếng xi măng một bằng thẳng bạn coi nè. Trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn không? Vuốt nè. Đều ro hết luôn các bạn thấy không? Mấy cạnh nó đều ro luôn. Như đây là cái mộ phần của Hồ Tú á bạn. Để các bạn nhìn không biết là tên mới quay là nhìn đứng cao lên mấy mình thấy được nó xéo mà nó ngã ra nó muốn ngã tường luôn các bạn. Rồi xi măng gì đâu nè. Rồi cứng ra cứng đây nhưng mà xi măng thì nó lồi lõm. Còn à nó bị ngay chỗ này nó á xi măng quá nó không ăn vô nữa bạn. Còn này có tường nè. Gạch là dây là cục này xé cục kia. Con này nó xuống hàng, xuống hàng, xuống hàng, xuống hàng. Rồi không biết là có độ báo không nữa. Rồi tự nhiên cái kẻ hở đây để làm gì không biết nữa. Toàn à. Ok, nói chung là mới 11 tiếng thôi. Chưa nói lên gì cả các bạn. Từ đầu hoàn thành mới biết nhà có ai đẹp hơn nhà ai nha các bạn. Rồi tình hình là hơn 30 tiếng nó trôi qua các bạn. Chỉ còn khoảng mười mấy tiếng nữa thôi là đã kết thúc cái quá trình xây nhà rồi. Ai mà không hoàn thành là bắt buộc phải bị lội các bạn. Và đầu tiên là sau hơn 30 tiếng thì cu Dĩ nó xây được 1 bức tường, 2 bức tường, 3 bức tường. Ở đây sao có tường, em này là cái cửa hả? Không, cái cửa này mình đây anh. Ủa sao cái này sao không xây hết à? Cái này đây xíu xây, cái này lẻ mà. À là chưa xây xong đúng không? Đúng rồi, mấy này lẻ mà. Sau 30 tiếng rồi xây gì ngã luôn mới không có ngày hết em. Ờ, cái này gọi là tập sự anh. Chưa có nghề cho lắm. Đây là phụ hồ chứ tập sự vậy em. Trời. Đây. Toàn xây được một đống cột luôn. Mấy cây cột một đống một góc luôn em. Vậy con chú Hợ Hồ nói gì à? Còn đây là chuồng heo của cái Tú. Gì Tú? Giống y cái chuồng heo luôn. Đợi anh chút ba với tường bằng y nhau luôn nè. Ở đây làm gì em? Đang lót sàn anh. Sau 30 tiếng đồng hồ em cảm thấy là em thích hợp với lại Hợ Hồ em. Không thích hợp. Làm con ly hả? Mệt quá. Làm vinh độ khỏe hơn. Em thấy giờ em sáu múi luôn rồi. Chuột chập má. Làm con ly sướng hơn hả? Đúng rồi anh. Rồi bạn này thì cũng giống thằng Tú, giống Tò luôn các bạn. Xây cột với đây tường thôi. Phía bên đây là ta có gạch luôn rồi. Rồi mình đến với lại top 1 server cái nữa xong luôn nha các bạn. Bạn này là top 1 server nè. Lót gạch. Rồi giờ đang chuẩn bị là lên nóc rồi. Lên nóc rồi xong luôn. Ok, nói chung là ngày mai đủ 48 tiếng. Ai mà không hoàn thành thì người đó bị lội nha các bạn. Hoặc là không hoàn thành thì chơi đại luôn.
Ok. Rồi hiện tại là đã đủ 48 tiếng bạn. Lỗ 8 phút luôn rồi. Và mọi người đã hoàn thành hết nha các bạn. Mình sẽ quay sơ một cái. Đầu tiên là đây là căn nhà của Top Bob Server các bạn. Làm xong hồi từ hôm qua rồi. À, cửa sổ rồi cửa ra vào bên trong lót gạch. Lót gạch rồi cái kiểu của phía bên đó hình như là nhà vệ sinh hay là gì đó, quay sơ cái luôn nè. Đó, một cái hốc nhà vệ sinh đó bạn. Rồi tiếp theo căn nhà thứ hai thì cái cửa sổ nằm ở đâu dưới lục đất này nè các bạn. Nhà này khá là hấp. Đây là cửa chính. Cũng có cửa luôn nha. Bên trong thì lót gạch đồ các kiểu. Xi măng chưa thấy khô lắm. Đó, nó đơn giản vậy thôi, nhỏ xíu à. Rồi tiếp theo là căn nhà thứ ba. Cửa sổ nhỏ xíu rồi các bạn. Bên trong thì cũng lót gạch. Nhà này vô là phải không không mí các bạn, không đụng đầu nha. Khuất đây thì được nè. Đó. Rồi tiếp theo là căn nhà thứ tư. Rồi căn nhà này thì sử dụng cái máy màu xanh này che luôn hết ta. À ở thời to này đây cần thêm một cái màn xanh này để dành cách nhiệt các bạn cho mát á. Còn bên trong thì mấy cái tấm gạch bông này thì được kê một lớp gạch ở dưới sau đó kê gạch bông lên thôi. Không có cần tráp xi măng gì hết các bạn. Cái này mà nằm một cái nó bể ra một cái nó đâm chắc chết quá. Oh my god. Rồi tiếp theo là căn nhà số 5. Nhà này cửa sổ khá là rộng rãi luôn. Không có đồ che cửa sổ, chỉ có cái đồ che cửa chính thôi. Tới đây bắt đầu đụng đầu các bạn. Lót chính tấm gạch. Rồi căn nhà thứ 6. Nhà này thì máy nó ngã xuống. Phía này là phía cao nhưng lại cửa không nằm ở phía này các bạn. Cửa lại nằm phía này. Không hiểu nữa. Rồi mỗi lần vô nhà dướng cổ vậy sao đi. Có sao không nằm cửa bên kia. Vô là mình phải hôm xuống nha các bạn. Gạch lót gì vậy. Nhà này như là cái chuồng heo các bạn. Rất là hấp, không có đứng người lên được nha các bạn. Rất là hấp luôn. Rồi căn nhà thứ 7. Căn nhà này khá là hấp luôn nha các bạn. Tới gúng mình thôi à. Máy thì khá là bằng luôn. Mình nghĩ là mưa xuống cái chắc giọt luôn quá. Chúng ta sẽ có. Oh my god, cửa sổ gì vậy. Cái gì đây là cửa ra vào hả. Mẹ ở nhà khu chuồng heo đúng không nội ơi. Đây mình chui vô cho mọi người xem cái chuồng heo nè. Nhà này dành cho người lùn hay gì á bạn. Là hoạt động là chỉ có ngồi chầm hởm thôi. Nó nằm vô đây. Xung quanh thì kẻ hở rác rác là nhiều luôn. Mũi nó vô nó chết chắc chết quá. Rồi ai không hỏi ơi. Ai thiết kế hả. Rồi tiếp theo là căn nhà số 8. Căn nhà này thì máy nó cũng có độ nghiêng mà nghiêng không có nhiều lắm các bạn. Mưa vô chắc cũng tới công chuyện luôn. Sẽ vô thử nha. Nhà này vô rồi hơi dị hợm lắm. Sẽ vô vậy nữa các bạn. Đó phía đằng sau thì có cửa sổ khá là lớn luôn nha các bạn. Đây cửa sổ rất là bự luôn. Cái này nó chắc nó dùng để nó đi vệ sinh hay gì ngoài đây nè. Chứ sao chữa lỗ bự dữ vậy. Bên trong này lót gạch rồi trám xi măng đồ. Nhưng mà vẫn không có đứng được nha các bạn. Chúng ta phải hum như vậy nha. Đi ra thôi. Rồi đây là căn nhà thứ 9. Cửa sổ. Cửa ra vào. Wow. Rất là rộng rãi luôn các bạn. Chúng ta sẽ có một cái bàn. Lót mấy cục gạch. Có cả cửa hậu để dành thoát hiểm nè các bạn. Có chuyện gì đồ chạy ra vào cửa này. Ok, nói chung là nhà này là cũng khá là rộng rãi và thoáng mát luôn nha các bạn. Rồi chúng ta đến với căn nhà cuối cùng. Đây là căn nhà cuối cùng nha. Máy là hoàn toàn là máy bàn luôn nha các bạn. Mưa xuống biết có dọn không nữa. Cửa thì khá là hấp. Mày có vẫn giống như những căn nhà hấp bên kia các bạn. Chúng ta không có đứng được phải ngồi chầm hởm. Bắt đồ thì xây về là quá là ok. Cửa sổ thì phía bên đây. Rất là nóng luôn các bạn. Càng hấp á, càng nóng. Đánh giá cao những căn nhà cao cao rất là mát. Còn những căn nhà hấp nóng cực kỳ luôn các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ là tới màn chấm điểm các bạn. Đây mình mời người có thâm niên xây nhà các bạn chấm cho nó công bằng. Tại vì cái clip này là mình đi vòng vòng mình coi biết nhà của ai hết. Tại nên clip này mình không chấm được nha. Và đầu tiên thì mình sẽ chấm từ nhà cao nhất, nhà đẹp nhất nha.
Rồi nhà nào đẹp nhất? Nhà này nè, nhà đẹp nhất. Nhà đẹp nhất hả? Chính sao các bạn? Giấy chứng nhận sử dụng đất của mình. Rồi, chính sao? Bạn này là bạn là tên là Nam anh. Rồi bạn Nam, ok, mời bạn vô nhà. Rồi đồ chính sao sẽ có là một tấm mền, một cái gối, một cái nệm. Rồi bộ nồi với cồn với bạn. Nhang mũi, ấm đun nước siêu tốc, giấy vệ sinh, khăn giấy ướt. Rồi tủ lạnh. Chỉ có bên mà chính sao là đồ nhiều thôi nên đoạn này quay hơi tốn thời gian chút nha các bạn. Chả lụa, xúc xích, lẩu dê, nem, nem nướng, lê, phở bò, bảy ốp, dưa hấu, fanta cam, trà, sữa gạo và cuối cùng là chai nước suối khổng lồ. Và đặc biệt là có cả cái ổ điện nha các bạn. Ok, rồi bạn Nam vô tự soạn nhà các bạn ơi. Rồi đầu ngày là mình sẽ giới thiệu sơ luôn các bạn. Cái đoạn review nó tốn thời gian quá. Cái này là của 8 sao rồi nha, nguyên cái bàn này nè. Đó, là của 8 sao. Còn cái bàn này là của 7 sao. Đồ tính ghế này là của 6 sao, 5 sao, 4 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao và 0 sao nha bạn. Rồi ok, tiếp theo là 8 sao. Đây. Đây, nhà này được 8 sao, chủ nhân căn nhà này là ai ta? Đây, 8 sao. 8 sao, rồi mời anh vô nhà luôn. Rồi, 7 sao. Cái này 7 sao. Này của ai ta? Ok, toàn được 7 sao. Vô nhà luôn. Rồi, tiếp theo là 6 sao. Đây. Rồi, căn nhà này được 6 sao. Rồi anh Bình được 6 sao các bạn. Rồi, mời vô nhà luôn. Là bây giờ là hỏi được ra hỏi nhà luôn, ở trong nhà luôn đó nha. Tiếp theo là 5 sao. 5 sao cái này. Đây, 6 sao. Đây, 5 sao. Nhà của em. Rồi, tên gì ta? Tên Tài nha. Rồi, bạn Tài được 5 sao. Rồi, bây giờ tới đây là bạn ở trong nhà hết được ra luôn rồi. Rồi, tiếp theo là 4 sao. 4 sao. Này, 4 sao được của ai hả? Của em anh. Rồi, vô nhận nhà, nhận sổ đỏ luôn em. Vậy, 4 sao với bạn. Rồi, vô nhà. 3 sao cả cái này. Rồi, căn nhà này được 3 sao. Rồi bạn Quyết được 3 sao nha. Rồi, trải nghiệm luôn. Tiếp theo là 2 sao. 2 sao hả? 2, 1, 0, 3 cái nữa. Cái này là 2 sao. Này, cái này là 2 sao, của ai ta? Dạ, có em. Trời ơi. Anh tưởng em không sao chứ. Em cũng nghĩ vậy. Ơ, anh. Đúng rồi, anh. À, quyền sử dụng đất nó thuộc về ăn. Dạ, 2 sao. Dạ, cảm ơn anh. Anh em thấy cái chuồng heo mà 2 sao là thấy là dữ lắm rồi đó. Dạ, em tưởng em không sao anh. 1 sao chắc cái này đi. Cái này 1 sao. Rồi, 1 sao của ai? Anh 1 sao. Trải nghiệm em. Đây, vậy 1 sao của em. Anh nhiều anh. Rồi, vậy là căn cuối cùng này là 0 sao với bạn. Rồi, trải nghiệm căn nhà 0 sao của em. Chú thử cho mọi người coi. Mở ra cái cửa là bên kia đúng không? Nãy chú lộn đúng không? Đó, ở cái cửa em rồi. Vậy hả? Sao lúc này em cũng không sao, một sao hết Tú? Không, em thích không sao anh. Rồi, giấy không sao luôn về Tú nha. Nè, giữ em, cái này bán được cũng được 20 ngàn em. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đồ. Rồi, Tú không sao. Được cuộn giấy vệ sinh, bánh snap với lại nước suối nha bạn. Nè em, trải nghiệm em, tuyệt vời không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia đồ ra nha các bạn. Rồi hiện tại là mọi người đang bắt đầu sắp xếp lại thành một cái căn nhà hoàn chỉnh các bạn. Giống nhà trọ vải luôn đó nè. Vậy là xây xong cái này hết clip và cho làm nhà trọ luôn. Really nigga. Này cũng cởi áo đồ ra hết các bạn. Không quá, chịu hết nổi các bạn ơi. Nhà mà số sao càng thấp thì lại càng không có gì nha các bạn. Ồ, toàn có chiếu hả? 7 sao mà anh. 7 sao luôn hả? Đúng rồi anh. 7 sao mà sao đồ tồi này chứ hả? Em cũng không biết. Cái chục lợn này là của ai? Của em. Em cho hơi nhà anh. Giá hơi điểm 1 triệu. Cái nhà của em à? Đúng rồi. Nhà em có heo nó còn chơi chứ đừng nói còn có gì. Anh lại giỡn mát lắm anh. Bên kia hàng nóng cho em thấy mát. Mát hả? Đúng rồi, mát cười hả? Chứ đây không có cửa sổ gì hết mà. Nè, chờ ở đây. À, xung quanh là tốt lóc mà. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình bấm giờ để xem là ai sẽ đầu hàng ở phút thứ mấy nha các bạn. Ok, thời gian bắt đầu chạy nha các bạn. Ai đầu hàng phút thứ mấy thì mình sẽ lấy ra cập nhật. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa, đang cho mọi người trải nghiệm cái nhà cho chính mình làm ra coi nó nắng nóng cỡ nào nha các bạn. Chứ mình là mình thấy tá công chuyện lắm rồi. Rồi, hiện tại là 2 giờ trưa các bạn. Thử thách mới có 2 tiếng thôi.
Và mình bắt đầu hồi nãy mình quên bạn, bên chính xa là có quạt mà mình chưa bỏ vô nha. Và có cả hộp quạt nữa mới nấu nước được. Bên chính sau sẽ có thêm một cái hộp quạt với lại cây quạt nha. Cảm ơn anh. Cứ ai có còn là sẽ có hộp quạt nha bạn. Rồi tiếp theo là phát bô. Mỗi người một cái bô đó nha các bạn. Rồi tình hình là mình thấy trời nắng quá nên mình quyết định là sẽ tưới xăng cho mát các bạn. Sẵn test xem là có nhà của ai bị nóng hay không. Và đặc biệt là giúp cho giải nhiệt các bạn. Nóng kinh khủng luôn. Ok, lên nước. Tình hình là anh Lâm mới tạo mưa và mình mới ngủ dậy thì mình cảm thấy cái bụng mình nó kêu kêu quá, đói quá. Bây giờ mình phải ăn thịt bánh cà chua này để giảm đi sự đói nha. Nước mình còn ngỡ ngỡ cha luôn nha. Many minutes later. Mình không sao, tối nay mình sẽ ăn không khí nha. Giờ đồ ăn mình cũng không có, nước mình cũng hết rồi. Mình nghe người mình giờ không có làm được cái gì hết. Nghe người nó run rẩy, chắc mình sắp đi rồi. Còn mình một sao. Tối hôm nay mình sẽ ăn hẹt hướng dương và uống nước suối. Trời ơi, hẹt hướng dương quá trời quá đắt luôn. Ăn biết kỳ nào mới hết mấy bạn. Thì khó cắn tí. Hẹt hướng dương. Trời ơi, ăn như không ăn vậy các bạn. Uống nước vô thôi. Rồi, nói chung buổi tối của mình đơn giản như vậy thôi. Mình thì 2 sao và tối nay thì mình sẽ ăn mì chay đậu hái và uống nước suối nha các bạn. Thật ra là mình chỉ có 2 món này là bắt buộc phải ăn rồi. Không có gì nữa không? Nó nhạt như mùi mì vậy. Mình sẽ ăn nửa gói và uống nước, sau đó thì mình sẽ đi ngủ nha bạn. Tối thì chỉ ăn đơn giản. Ủa, mình thấy được một con muỗi đậu trên tấm tôi mình luôn các bạn. Wow. Wow. Tình hình này là tối chắc khó ngủ rồi đây. Mình thì được 3 sao. Nay mình sẽ ăn bánh khoai tây phô mai slice với uống nước suối. Trời nó đã kìa. Rồi, tối nay mình ăn uống đơn giản thôi. Thì ráng uống thêm một nấc nữa, còn để lại một đoạn thì sáng mai xúc miệng rồi có gì thì mình sẽ cầm cự thêm. Rồi, còn mình 4 sao thì tối nay mình sẽ ăn khoai tây với uống nước suối nha các bạn. Buổi tối khá khô khan luôn các bạn. Nói chung tối thì mình chỉ ăn nhiêu đây thôi, còn mình tiếp tục đi ngủ để dưỡng sức nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha. Mình 5 sao thì tối nay mình sẽ ăn bắp với uống cà phê và ăn cháo. Rất ngon nha các bạn. Chào mọi người nha, mình may mắn được 6 sao nha. Tối nay mình ăn tteokbokki nha các bạn. Với trứng ăn liền. Ăn tráng miệng chanh dây nha. Và uống nước suối. Trước tiên mình phải nấu nước sôi nha các bạn. Cái này cho xì tiên mình uống hết rồi. Giờ mình lấy làm bếp nha. Trong thời gian chờ đợi nước sôi mình ăn trứng trước nha các bạn. Vừa ăn nghe thơm thơm mùi tiêu các bạn, trong bỏ ngáp. Nước sôi nha các bạn, giờ mình bỏ tteokbokki mình nấu nha các bạn. Rồi miếng nha các bạn. Rồi chờ sôi 2 phút là mình lấy ra được. Rồi nước đã sôi rồi các bạn, sôi 2 phút rồi, giờ mang ra mình trộn nha các bạn. Dẻo dẻo dai dai, màu giống mì cay đó các bạn, ngon các bạn ơi. Tiếp theo là tới mình thì 7 sao. Tối nay mình sẽ ăn cơm trái trà bông và uống Monster. 7 sao nhân đạp bạn thôi bạn. Cơm trái là hơi khô phải uống thịt nước rồi.
đúng rồi, hết đúng rồi, hết phải còn 37 ngon. Mình thì may mắn được 8 sao thì tối nay thì mình ăn mì sandwich chấm mấy cá hộp, uống sữa gạo, tráng miệng bằng táo nha các bạn. Mùi gì quen thuộc, ở nhà bà xã cũng hay thường hay mua đợt này về cho mình ăn, uống nước gạo nha các bạn. Uống này thì nó rất là khác nước nha. Rồi tráng miệng bằng táo nha các bạn. Thôi bữa tối mình thì đang dạng vậy thôi, ăn xong rồi tới mình đi ngủ thôi. Chào các bạn. Rồi còn mình thì mình được 9 sao nha các bạn. Tối hôm nay mình sẽ ăn lẩu dê. Bây giờ mình sẽ chế nước vô. Xong rồi mình sẽ bỏ cái gói lẩu dê vào. Bỏ thêm xúc xích nữa các bạn. Bỏ cho các bạn 2 cây thôi. Ăn không hết đâu. Rồi nước cũng đã bắt đầu sôi rồi nha các bạn. Giờ mình đổ sốt chấm ra. Đây nước sôi đây. Quá đã các bạn ơi. Cũng là một bữa tối đạm bạc. Làm cục nào lên đây, cục vừa da vừa mỡ này nó mới ngon các bạn. Đây, mời các bạn nha. Đúng là mùi hương vị của chín sao. Ăn ngon thì không phải thiếu nước được các bạn. Hôm nay mình sẽ uống 7 úp nữa các bạn. Tráng miệng mình sẽ là lê. Buổi tối của mình là chỉ ăn uống đạm bạc thôi nha các bạn. Rồi tình hình là mưa râm râm luôn các bạn. Mình nghĩ là cái thời tiết này chắc nó râm râm nguyên một đêm luôn. Càng dễ ngủ nha. Và bây giờ mình sẽ quay cảnh review cảnh ngủ của từng người, xem là chỗ ngủ nó có ổn thỏa các kiểu các bạn. Đây đầu tiên là 9 sao. Mình 9 sao các bạn. Tối nay mình ngủ niệm. Đây mình có tấm mền. Với lại có mấy quạt, ví dụ nóng quá thì mặc mấy quạt. Bây giờ mình sẽ tắt đèn đi ngủ nha các bạn. Tắt đèn hạ cửa và đi ngủ. Chúc cả các bạn ngủ ngon nha. Wow wow. Đó là sự khác biệt giữa 9 sao và những số sao nhỏ hơn các bạn. Có đèn, có mền, có mùng chiếu gối nữa. Nên là bạn nào mà có mời được cái tham gia thử khách chế tạo nhà tụi mình thì các bạn cố gắng làm cái nhà cho ok các bạn. Thì mới không có giống thử thách mà dạng như đang đi nghỉ dưỡng các bạn. Khá là sướng nha. Bạn nào muốn trải nghiệm tham gia thì truy cập vào lavilog.com và đặt một chiếc áo về. Hiện tại là đang ít người mua áo các bạn nên tỷ lệ được mời rất là cao. Càng lâu thì càng nhiều người mua thì khó tham gia hơn nha các bạn. Do tụi mình gặp đâm mà. Rồi, tiếp theo là bạn này là không thấy số sao luôn, mình quên mất tiêu luôn rồi. 5 sao anh. 5 sao, 5 sao mình có gì không ta? Dạ, giờ thì em mưa râm râm mà dễ ngủ anh, em chuẩn bị ngủ anh. Năm sao có mình một chiếc có gì không? Không dạ hả? Không anh ơi, chỉ có đồ ăn thôi. Ok. Dạ, giờ tắt đèn ngủ thôi. Mình sẽ ngẫu hứng thêm vài bạn nữa các bạn. Đây, bạn này là bạn gì ta? Bạn ăn mấy sao ta? Dạ. 2 sao. 2 sao anh ơi. 2 sao có mình một chiếc gói vô em? Dạ có, em có một cái mền bằng cái quần. Lấy cái mền làm quần hả? Dạ, một cái gói bằng áo sơ mi dài. Wow. Rồi hết rồi anh ơi. Sang trọng hơn 5 sao nữa em. Dạ, nhưng mà bù lại không có nhăn mũi nè, bắt đầu em thấy mũi lên nè. Vậy là vừa ngủ vừa đập mũi em. Dạ. Bạn này mấy sao ta? 3 sao các bạn. 3 sao thì ngủ mất tiêu rồi. Nhìn cái tướng mà bự bự vậy là thường là giống dễ ngủ lắm các bạn. Cái này là của bé Toàn. 7 sao. Có bà một chiếu gói không em? Có chiếu đi gói anh ơi. Có chiếu đi gói rồi hả? Đúng rồi. Xe chậu em, được em. Nằm thoải mái lắm anh ơi. Nhà nào đây, mấy sao? Không có sao luôn anh. Không có sao hết hả? Không có sao luôn. Không sao luôn. Ủa chiều này em ăn gì nghe mọi người nói là không có gì ăn hết hả? Nước cũng hết rồi, đồ ăn cũng hết. Chắc ok hả? À? Phải ra đi. Ủa? Anh nhớ là anh có ai kiếm được cái phần chia ra là ai cũng có đồ ăn, có nước uống thôi em. Em ăn nay bụng em giãn ra, nó ăn nhiều quá anh. Là giờ hết đồ ăn hả? Đúng rồi. Nay em ăn lần 3 gói mì không à. Bây giờ đói quá hả? Đói quá. Rồi có uống đầu hàng giống bữa nữa không em? Chắc phải vậy à. Chứ giờ em nghe đau tử. Bây giờ cồn cuộn, cồn cao hả? Nghe đau, đau quặn luôn. Tự nhiên thằng nào không sao mà vô ngay thằng Khánh ăn mà không sao. Thôi được rồi, đầu hàng em. Bớt đau khổ cho game, ít người chơi là dễ các bạn.
anh có mua không anh? Cái nhà này của em giờ thiệt, em cho anh cái sổ đỏ này, anh không kịp lấy nữa đó mà mua sổ đỏ không sao mà mua cái gì. Rồi được rồi, chị em cuốn gói em. Rồi ok, nói chung là hiện tại là mới có 8 giờ mấy 9 giờ các bạn. Vậy là Tú đầu hàng ở phút thứ 8 tiếng nha các bạn. Mình quên đem đồng hồ rồi, nhưng mà mới 8 9 giờ tối à. Tú đầu hàng. Tại vì cái thử thách của cái mấy cái trò chơi xây nhà này là phải có cái sự mà khác biệt giữa số sao lớn và số sao nhỏ các bạn. Để cho người nào mà cố gắng người ta làm đẹp hơn thì người ta phải có cuộc sống mà nó sung túc hơn. Có làm thì mới có ăn chứ các bạn. Còn nó làm cái nhà giữa chuồng heo như vậy mà cho nó lẩu bò, lẩu gà gì đó thì nó công bằng để đâu bạn, công lý để đâu. Nên nó phải như vậy. Và kết quả là đói quá đầu hàng nha bạn. Tủ tạp, bản dùm mọi hơi, tạp đầu tiên. Ngày mai anh cho vào vai quái vật em, không sao đâu em. Quên quên, chưa review này nó cũng quan trọng lắm bạn. Có đầu hàng không em? Tất nhiên là không. Chiều nay bán gì vậy? Cạc hướng dương anh đi. Không đầu hàng luôn. Không. Cái gọng đó hả? Bị lượt đó em. Cái gọng. Tướng lớn gì bạn, hẹn hướng dương mà không đầu hàng luôn. Cho đại một like nha bạn. Like. Chơi là phải như vậy bạn, vậy mới gọi là thử thách chứ. Ăn hạt hướng dương vẫn không đầu hàng nha. Và các bạn đừng lo, game này số sao lớn chưa chắc đã hua đâu các bạn, đừng có lo. Ngày mai đồ chơi nhân phẩm đồ các kiểu đó bạn. Có khi là mấy thằng ăn có khi một sao nó chiến thắng các bạn. Nên mình đừng bao giờ mà đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài các bạn. Mình dán xem hết video này đừng có tua để không có bỏ những cái mà nhân phẩm đồ các kiểu nha bạn. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. The next day. Rồi hiện tại là 7 giờ sáng và thử thách mới có 19 tiếng thôi các bạn ơi. Phải đủ 24 tiếng thì game bắt đầu khó hơn nha. 19 tiếng thì game nó còn dễ các bạn. Nên cái dòng ăn sáng này là mình sẽ cấp đồ ăn như nhau, mỗi người một bánh mì và mỗi người là một ly sữa đậu lành. Để cho mau đi các bạn. Combo này là rất là dễ. Đầu tiên là bạn chính sao cặp cái này rồi rút ổ bánh mì luôn. Thì may mắn được ổ bánh mì nhận thịt á, anh mua chính ổ nhận thịt luôn rồi. Đại ơi, đại. 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 Đại ơi. Ăn xé của em. Hay là muốn hẹn Hướng Dương. Ai mà vậy thì ra lấy phần của em ơi. Tưởng em muốn hẹn Hướng Dương nữa chứ. Có quà ngủ ngon không? Mũi không? Có anh, em muốn đút tay đây rồi, mũi tài quá chị chích. Nhà gì lỗ quá, tài mũi vô của Trung Quốc đúng rồi. Ăn. Dạ. Yeah. Tối qua cái mũi của em. Nó là buffet mũi luôn. Nó buffet em hả? Dạ. Yeah. Các bạn này có bạn nào có mũi không? Có. Nhiều. Ủa nhớ có hình như là chỉ có một chính sao có nhang mũi thôi hả? À vậy như là ai mà có cửa sổ dưới đây tường cao là không có mũi, còn ai mà không có cửa sổ này nè bạn, nó thấp quá thì mới có mũi thôi nha. Có người có mũi, có người không có mũi. Rồi toàn hơi có mũi nha, toàn tường thấp nè. Toàn quay mặt toàn coi có mũi không em? Có mấy con à? Là tường em cũng hơi được rồi, có mấy con hả? Đúng rồi. Rồi tình hình là khoảng một phút mấy nữa là đủ 24 tiếng các bạn ơi. Nên tụi mình là tranh thủ làm cái vòng cấp đồ ăn nha. Do 24 tiếng là trò chơi bắt đầu gắt hơn, không còn mấy cái vụ mà đồ ăn đồ niết nữa đâu các bạn. Và hiện tại là gần 12 giờ trưa nên cấp đồ ăn. Đây là bữa cơm cuối cùng của trước 24 giờ nha các bạn. Ở đây mình có 9 lá hâm tượng trưng cho 9 món đồ ăn. Ai bốc vào cái nào thì sẽ được ăn cái đó. Không có hình phạt gì hết bạn, chỉ có ăn thôi. Bình thường thì 9 sao sẽ được bốc trước các bạn. Nhưng mà mình thấy là bạn này là 8 sao nhưng mà lại mặc áo lông vlog. Mình ra đây bốc nè, quay mặt được ngầu đúng không? Ok, anh này là anh tên Hạnh nha bạn. Anh Hạnh được ưu tiên mặc áo lông vlog của mình. Thường là mình thấy là đa số khách mời dù có mua áo nhưng mà thường ít có mặc các bạn. Rất là ngại. Ừ, áo anh đẹp gì mà ngại. Mở cái luôn cho mọi người xem có gì nè. Rồi anh rất là tiếc luôn. Dù em mặc áo là vlog nhưng mà không có nhân phẩm các bạn. Chúng ta sẽ có một cái bánh vòng cho buổi trưa. Và nước suối thì mỗi người thì được một chai. Đâu phải bốc trước là ngon đâu các bạn. Rồi tiếp theo là chính sao. Đây là cấp đồ ăn chơi cho vui thôi các bạn ơi. Một phần cơm thịt heo. Chúng ta sẽ được một phần cơm thịt heo chiên bột. Có một cái trứng và một phần cơm nha các bạn. Và dĩ nhiên là vẫn có nước suối. Rồi tiếp theo là toàn 7 sao. Tốt em. Bảy. Tôi nhà em thoáng mát mà em thấy nhà mát mẻ quá à. Đúng rồi. Ồ. Toàn sẽ được hai cái đùi gà và hai bịch tương ớt. Đó ngon. Rồi thêm một chai nước suối. Rồi tiếp theo là 6 sao. Có
chai. Chúng ta sẽ được một hộp cơm chai. Cái này là do bên ekip mình ghi lộn vậy. Cái này là miếng chai nha. Chúng ta sẽ có miếng xào với lại nấm đó bạn. Với lại tàu hũ nữa. Nhìn giống y như là miếng sạch gà luôn. Nhưng mà cách tiếc là chai ăn cho chó đạp bạc. Rồi tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi tiếp theo là năm sao. Nhân phẩm mà món lá nào cũng vậy à. Sushi. Một hộp sushi. Sushi này là còn sống luôn nha bạn. Chúng ta sẽ có là cá hồi nè, trứng cá chuồng nè, cá ngừ nè, mực nè. Rồi cái này hình như là con hào hay là con ốc gì đó, với lại trứng cá chuồng đỏ. Một set sushi. Sushi mà còn uống thêm nước suối nữa. Dễ đi lắm. Rồi thằng món sao này không biết nó bị cái gì. Ai cũng làm cửa quay ra đường đi, nó làm cửa quay ra trong tường. Bóc vậy luôn cô. Ai kêu làm ngược đời ta chứ bóc ngược luôn đi. Rồi dở cho mọi người coi coi, dở hướng này nè. Đó, dở ra luôn, dở tù với em. Tự nhiên làm cửa không làm bên đây ta, không hiểu. Trời ơi, ông nội ơi, sao hôm nay nó có duyên với gà nướng ghê á. Wow. Sao kỳ vậy? Một con gà nướng. Sao không vô được vậy? Không vô được, mình ăn rồi. Đâu, 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 hay lấy hai tay lấy thử coi. Đây, 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 đây. Ô. Wow. Ô, vô, vô được chứ ăn vậy? Đây, 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 đây. À, mình nhìn luôn. Ô, không quên, không quên. Không phải nào mà làm khó được những người không minh đó bạn. Rồi tiếp theo là 3 sao. Trải nghiệm sao em, được không em? Nắng quá rồi, nắng quá à. Vậy mới gọi là thử thách chứ. Bánh mì. Trời. Chúng ta sẽ được một cái bánh mì. Nghe chứ bánh mì que nghe có vẻ ngon các bạn. Nhưng mà là bánh mì que nha. Một cái que vỏ như ngón tay cái của mình thôi. Và chai nước suối. Ăn hay sao? Đây 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 đây. Một cái gốt ghê hả? Là còn hai tờ nữa em. Em thích chứ bóc cái cửa này hay cửa sổ? Có cửa sổ, bóc cửa sổ. Anh không thấy mặt em luôn á. Em thích cái cảm giác mà ở tù hơn hả? Nhấp ngóc đầu ra. Và em cho một cái lá phiếu thật là tuyệt vời. Sau đó em bành ra. Là cái gì vậy? Đây em lật lại cho anh coi coi. Tốt, oh my god. Combo đồ chiên. Oh. Wow. Không vô được em. À phải vậy. Ôi được được anh. Trời ơi. Combo đồ chiên. Quên quên review các bạn nhìn. Nhìn nó chán các bạn. Khoai tây nè, bánh mờ, bánh takoyaki, bạch tuộc chiên, cốm chiên, rau mực chiên, rồi xà lách nữa. Còn ăn dễ đau bụng quá vậy. Ừ. Vậy là lá cuối cùng này đã hụt rồi. Một sao. Xé này ra bánh mì không em? Có anh. Anh đút cái đầu ra cho mọi người nhìn thầy chim ngưỡng sắc đẹp của em coi. Bánh hot dog nha các bạn. Wow. Đại được cái bánh hot dog chứ chai nước. Cái nhà em có nấu không? Thấy nó nóng quá, em thấy em coi mồ hôi đầm đìa luôn kìa. Có chứ anh, tất nhiên là nóng rồi. Với cái lò luôn hả? Chảy mỡ luôn. Hay là em có sổ đỏ không? Cho anh mượn sổ đỏ coi. Rồi hiện tại là đủ 24 tiếng các bạn. Và cứ 24 tiếng đồng hồ thì sẽ có cái dòng gọi là mua chuột, mua sổ đỏ của nó cho nó nghỉ cho lẹ. Một sao. À, bây giờ anh mua cái nhà em giá là 50.000 bán của em. 50.000 anh. Hai xị. Hai xị. Hai xị bán liền. Bán không? Hai xị luôn. 5 xị thì em bán. Nhà em cực khổ lắm anh, 2 ngày trời. À vậy chắc anh phải trả giá rồi. Giờ 2 xị 20 ngàn em. 2 xị 20 ngàn. Chốt. Chốt. Rồi mình đã mua được căn nhà đồng hàng với đau khổ đúng không? Đúng. Trời làm gì hả em, nắng như quỷ vậy. Đây nè, 2 xị 20 ngàn. Mình đã mua được cái căn nhà của ông Đại nha các bạn. Tiền cháu cháu múc. Rồi đem xúc khoát đón về luôn. Dẹp nhà gì mà ở gì đó, dịch nhà đó nè. Đó, em muốn mua cái nhà đó là sao? Em bỏ cho anh, bây giờ anh bán lại cho anh 5 xị mua em. Dạ thôi được rồi. Nói chung là tụi mình quyết định là chơi theo kiểu bất động sản nha các bạn. Đứa nào mà cảm thấy nó không chơi nổi nữa thì nó vẫn có thể bán nhà. Hoặc là những người mà có quá là dư tiền thì có thể là mua nhà của những đối hữu của mình đó bạn, để tăng cái tỷ lệ thắng lên nha. Ví dụ mình cảm thấy nhà mình nóng quá nhưng mà mình lại có điều kiện thì mình có thể mua cái nhà chính sau. Mình qua đó mình ở luôn để mình chiến thắng nha các bạn. Rồi hồi nãy cái giọt bốc thăm của anh Lâm thì mình bốc được con gà nướng nha các bạn. Quá là hấp dẫn luôn, chai nước suối. Và trưa nay mình sẽ ăn gà nướng. Trời ơi, mình rất là có duyên với gà luôn á bạn. Đây là đây. Quấn nhẹ cái đùi cái. Mấy bạn biết tôm và cherry không? Vuốt cái là còn cái xương nữa. Trời ơi, quá đỉnh luôn. Còn cái xương nữa các bạn. Buổi trưa mình ăn gà nướng với uống nước suối nha các bạn. À, mình bóc trúng bánh mì que các bạn ơi. Nó lỏ như cái nhà của mình vậy á. Nó khô khô mà nó nhạt nhạt sao á. Nhìn cái xác mình về cái bánh mì vậy bằng con cái luôn á. Này chắc tạch sớm quá.
Rồi, nhiều đây là xong cái sáng mai rồi. Rồi, hello các bạn nha. Bữa trưa hôm nay thì mình may mắn bóc vô chúng hộp sushi nha các bạn. Thì mình sẽ cuốn hộp sushi mình thưởng thức ha. Trước tiên mình sẽ bật nước chấm ra trước nha các bạn. Nước tương. Đây mình sẽ thưởng thức cá hồi trước nha các bạn. Khá là tươi và ngon các bạn. Rồi sau đó mình sẽ uống nước suối nha các bạn. Thì mình nghĩ với cái combo này thì mình có thể chiến đấu tới hơi thở cuối cùng nha các bạn. Rồi, sau khi được anh Lâm phát cơm tù thì trưa nay mình ăn món này nha các bạn. Đó là set đồ chiên gia đình. Quá trời đồ chiên luôn. Nghĩ sao để cái set gia đình mà có mình ăn à. Thôi mình sẽ cố gắng nha. Đầu tiên sẽ từng ớt trước. Mình sẽ ra đây. Sau đó thì mình sẽ ăn thử. Cái này là chắc chắn là mình nghĩ là takoyaki nè. Có phần cá ngừ ở trên. Bye bye. Chấm từng ớt. Mình ăn mình thấy bột nhiều hơn bạn. Muối dính không? Ít có. Hình như là không có mùi mực luôn á trời. Kỳ á. Ăn miếng hơi tay chiên. Theo đánh giá của mình thì món này ăn cũng tạm ổn thôi bạn, chứ không phải là tuyệt vời lắm. Rồi, mình thì sẽ buổi trưa thì ăn hết cái đống này, sau đó thì mình sẽ ngủ và chờ chiến thắng thôi bạn. Trò chơi này để dành ra cho mình mà, chơi là để thắng. Rồi, hiện tại là 2 giờ trưa, phở khách là được gần 26 tiếng. Nó nắng, đỉnh điểm nắng cực kỳ luôn bạn. Và hiện tại là còn 8 người chơi nha. Đã đến lúc chúng ta có những cái lá hâm, những cái gì đó mà giúp cho ít người đi lại và những gì đó mà nó thoải mái hơn các bạn. Nắng quá, như tạo mưa rồi các kiểu đó. Và mình lại đến với cái vòng bốc hâm. Lại ưu tiên bạn Hạnh, coi không? Love Vlog. Nói chung là chơi hướng khách nên Love Vlog, mặc áo Love Vlog là được bốc trước. Cho bạn bốc luôn thôi được cái gì nha bạn. Bốc trước thì chắc đang ngon đâu. Wow, một ly nước cam. Nói chung là bóng trước lại được may mắn đó chứ. Trưa nắng như vậy uống ly nước cam. Oh my god, trời gì bằng đó. Ok, mặc áo là bị lóc là hên lẽ cho. Ông kia không mặc là toan rồi. Rồi, tiếp theo là 9 sao nha các bạn. Bóng trước. Cho lựa thoải mái cùng gạch mà. Oh, bạn này cực kỳ may mắn luôn các bạn. Trời nắng như vậy mà lại được cái lá hâm biến nhà thành hồ bơi trong 24 giờ là chuẩn bị được bơi rồi. Rồi sao? Rồi ok, Bảo vô set up đi Bảo. Đúng rồi, chúng ta chuẩn bị lấy hết những đồ điện tử, những món đồ có thể nổi lên bền ra và chặn cửa lại và làm thùng bơi. Rồi, tiếp theo là bé Toàn 7 sao. Trưa này ăn gà ốm em. Chưa ăn luôn kìa. Chắc có ăn đâu anh. Không ăn luôn. Không ạ. Thì giờ bóp vô em, có ăn không? Tục gặp thằng luôn á. Rồi. À, lá này lá hầm thịt thu vậy khá là nhỏ cho Toàn luôn. Toàn có mấy tấm to anh Toàn? Hình như em 38 bằng anh ơi. 38 hả? Vậy là em sẽ bị lấy một tấm, em thích lấy tấm nào chỉ cho anh lấy cho. Ngay giữa anh ơi. Tấm ngay này hả? Đúng rồi. Ok rồi. Rồi tiếp theo là 6 sao. Bạn này có ly trà chanh nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Sao không sử dụng bô mà sử dụng ly kìa. Rồi bóc luôn. Ôi mấy con. Cồn lam này rất là tuyệt vời đó các bạn. Tạch thu một cái vách tường. Mình có 4 vách, mình muốn tạch thu vách nào? Xong cùng. Vách sau cùng. Vách đó là thấy nó chịu lực á, nếu như mà tịch thu cái là hai tấm bên không ngã không? Chắc không? Không sao. Rồi ok, vách sau cùng đúng không? Không phải hạn đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp theo là bạn 5 sao. Còn 4 cục. Cái nóc á. Nóc là dám ngon lắm á. Rồi. Mưa nhân tạo siêu VIP Pro trong 5 phút. Chúng ta đến với vị tù nhân. Bóp em. Chí mà cực khổ dữ không biết nữa. À vậy được, cục gạch không có gì hết nha các bạn. Rồi, để đồng chơi gói luôn em. Lá này lá phiếu trống em. May mắn đấy. Rồi, tiếp theo là bạn 3 sao. Còn 2 cục, cuối cùng nào bút em. Em bóc là thằng người cuối cùng hỏi bóc. 500k. Trời ơi, may mắn với ông nội hơn, 500k. 500k, cục gạch trị giá 500k. Ngon. Rồi, vậy là mẹ thường trước nha. Cục gạch cuối cùng đã hụt về bé ăn. Người cuối cùng là không cần bóc, mẹ sướng lắm. Đây là cái lá hâm đổi nhà trong 24 giờ. Ê, trời, nhà kia hồ bơi rồi. Mình sẽ bắt đầu quay random xem là ăn sẽ được đổi với nhà với ai nhé bạn. Nói chung là vào tên người nào là bắt buộc ăn phải qua nhà người đó ở 24 giờ và ngược lại người đó qua nhà ăn. Ok không? Quốc nha. Rồi tài. Ai tên tài ta?
Rồi ăn ra khỏi nhà em. Let's go, let's go. Rồi ăn lấy hết sổ đỏ rồi ra, công bạn nó xé sổ đỏ em lỗ à. Em muốn sử dụng dụng cụ bạn đó vẫn được. Rồi đi ra em. Rồi ăn khỏi cái nhà gì đâu mà nó hấp chỉnh như chuồng heo vậy. Ơi nhưng mà đường cái nó mát lắm á. À hiện tại là 2 giờ chiều là em sẽ ở tới 2 giờ chiều ngày mai. Nhà của bạn Tài là nhà này. Rồi hai bạn bắt tay nhau đổi sổ đỏ đồ về nhà nha. Rồi ok. Mình đã tháo điện đâu ra hết rồi nha bạn. Bạn chính sao sẽ được trải nghiệm cái nhà làm hồ bơi rất là mát mẻ luôn. 2 giờ trưa mà được tắm cái tội gì bằng nữa. Với bạn mấy bên này không được tắm nữa bạn. Ồ vậy tao ngủ luôn em ơi. Quá đã. Mát quá bạn ơi. Trưa nắng 2 giờ. Rồi tình hình làm tòa nhà nó có 3 tấm to nữa các bạn. Quá gian luôn. Tấm này che có chút xíu vậy à. Vậy thôi hả? Vậy có như đây vậy thôi à. Ok, được đấy, tòa không bên đấy. Lần sau mình tranh thủ mình sẽ tịch thu 2 tấm. Rồi tiếp theo là nhà 6 sao bóc vào cục gạch. Tịch thu một vách tường. Hồi nãy anh chọn đằng sau các bạn. Nhưng mà sau vài giây thì anh suy nghĩ lại là lấy trước nha. Chứ lấy sao thì sập bà luôn, 2 vách kia luôn rồi. Rồi, vậy được rồi nha các bạn. Xong. Rồi, trải nghiệm. Quá mát. Có vậy thoải mái hơn đúng không? Dách làm gì? Rồi, tiếp theo là hình phạt của căn nhà 5 sao là vào cục gạch là mưa nhân tạo siêu VIP trong 5 phút nha. Mưa siêu VIP là mưa nó có thể mà nó có tiếng thông minh nhân tạo các bạn. Nó tìm người rồi nó xịt vô chứ đâu phải là xịt từ tên xịt xuống đâu, đó là mưa thường rồi. Cái này là mưa siêu VIP nha. Ok, lên nước thôi. Rồi. Mưa bình thường nó chỉ lên nóc nhà vậy thôi nè các bạn. Còn mưa siêu VIP là cái gì nè. Mát không? 12 giờ trưa rồi tắm gì rồi mát. Không có 5 phút à, không có 5 phút à. Tắm luôn nha các bạn. Già quá trời nào chịu hết nổi rồi. Sẵn có cơn mưa nhân tạo mình tắm luôn rồi chiều khỏi tắm. Rồi hết 5 phút rồi nha các bạn. Vậy là bạn này sẽ đổi nhà với lại bạn An. Hình phạt của An là đổi nhà em vô em trải nghiệm em. Tăng nước. Xong rồi. Rồi. Ôi, cái ngôi nhà ướt át thế. Oh my god. Nó tụ nước lại nữa kìa. Vậy chắc lấy áo vắt nó ra thôi bạn ơi. Rồi em sẽ được 24 tiếng ở trong đây á em. Dạ. 2 giờ trưa mai kêu anh đổi nhà rồi nha. Dạ dạ rồi. Ủa sao chỗ đó thành cái hồ bơi rồi? Nó đọng nước rồi. Nhà hôm nay là siêu VIP nè. Giữ nước là hay đó, nhà phải giữ nước giữ tiền chứ. Thôi là chưa thành hồ bơi anh. Rồi hiện tại là hơn 5 giờ chiều và thử thách đã gần được 30 tiếng các bạn. Và chúng ta đến cái vòng cấp đồ ăn chiều phiên bản hên xui. Ở đây là mình có tất cả là 2, 4, 6, 8, 9 cái viên gạch được mình hắt những cái chữ trên đây nè các bạn. Sau đó người chơi sẽ cầm cái bài này, ném ngã cục gạch nào thì sẽ được tương ứng với chữ viết trên đó. Ví dụ như thảy vào đồ ăn thì được đồ ăn các bạn. Như đây là mình quay nè, đó. Chọn thảy vào đồ ăn, muốn chọn món đồ ăn nào cũng được. Thảy vào trái cây, chọn trái cây nào cũng được. Một trái thôi nha bạn, một trái cây thôi nha. Đó, bánh trái được các kiểu. Và mỗi người chơi sẽ có 2 lượt ném. Nếu ném ra ngoài một lần thì sẽ được ném lại, nhưng sẽ bị tịch thu một món trong nhà. Món gì cũng được, tịch thu đúng một món. Rồi ok, đầu tiên là bạn mặc áo Long Vlog sẽ được ưu tiên. Hãy trước, bạn 8 sao. À để mình quên nói bạn, nếu như ném ra ngoài thì sẽ bị tịch thu một món. Và đặc biệt là cái món nó phải chưa sử dụng nha. Chứ uống nửa chai nước rồi không tính. Phải tịch thu cái món chưa sử dụng. Nếu như không còn gì để tịch thu thì sẽ chuyển sang tịch thu nóc nhà này, một tấm tôn hoặc là một bức tường nha bạn. Ok, anh sẽ có 2 lần để ném. Wow. Oh my god. Đây, bạn đã ném một phát được 4 cục gạch thì gồm có là cái này và cái này. Do mình phải giữ bí mật các bạn nên mình không có nói ra nha, chừng nào hết lượt luôn mình phải nói nha. Rồi tình hình là trong 4 cục gạch đó có một cục gạch là được ném thêm 2 lượt. Rồi, bị tao thu một món. Rồi anh ném ra ngoài 2 lần, bị tao thu 2 món và được ném lại 2 lần. Rồi tao thu 3 lần. Rồi lần này vô. Rồi anh bị tao thu 3 món và còn một lượt ném nha các bạn. Anh đã hoàn thành rồi nha các bạn. Hoàn thành.
Ok, cục gạch đầu tiên là ăn vặt, anh được chọn một món đồ ăn vặt. Rồi ok, anh chọn thạch rau câu nha bạn. Rồi có một lá được trái cây, chọn một món trái cây. Rồi lấy tới dưa hấu nha bạn. Rồi ảnh được 2 cái 500k và tịch thu một vách tường và 3 lần phạt. Đây ảnh sẽ được 2 lá 500k luôn bạn. Ý gì anh giống được cái 500k vậy, 2 lá 500k, 1 lá tịch thu bức tường và 3 lá phạt lấy đồ. Rồi ném ra ngoài 3 lần bị tịch thu, mền, niệm và gấu nha các bạn. Và một cái lá hâm là tịch thu một bức tường, anh muốn tịch thu bức tường nào? Đây anh muốn tịch thu cái bức tường ở phía sau nha các bạn. Này chắc mình phải kêu phá giặt nó khóa, mà khóa thì ghét ghê quá. Anh sợ nó ngã vô tường, xong có tường có đè anh nè ta. Rồi tiếp theo là 9 sao nha bạn. Và 2 lượt ném. Mệt muốn chết luôn, lui ra cameraman thôi. Tịch thu một món. Ném ra ngoài một lần và vô cái này nha bạn. Do ném hộp nên được ném lại các bạn và tịch thu một món nha. Tiếp luôn. Rồi, chúng ta sẽ được thêm 2 cục gạch nữa. Chúng ta sẽ được một cục gạch, đó chính là đồ ăn no. Ok, tịch thu một tấm tôn và tịch thu tất cả mọi thứ. Rồi bạn chính sao được cái lá là tịch thu tất cả mọi thứ, là bao gồm là tịch thu đồ ăn, tivi, tủ lạnh được cái kiểu bạn, nói chung là tịch thu đồ dùng với đồ ăn nha. Nhưng mà cái hộp này thì vẫn còn là nhá bạn, do là của vòng qua mới thấy nãy. Và tiếp theo là tịch thu một tấm tôn. Ok, tịch thu tấm tôn nha bạn. Rồi tiếp theo là toàn 7 sao các bạn. Chưa có clip nào mà mệt bằng clip này. Quá giặt mình nó đeo mất tiêu rồi, quá giặt ở đâu rồi? Trốn đúng không? Nó giặt bệnh về bà luôn rồi. Rồi tiếp theo là toàn ném 2 lượt. Rồi toàn ném 1 lượt ném, tịch thu 1 món. Rồi toàn về tịch thu 2 món và ném lận 2 lần. Rồi tiếp. Rồi toàn sẽ được 1 chai nước và tịch thu 1 cái vách tường. Rồi toàn nó bích 1 chai revive và bị tịch thu 1 vách tường nha. Và do ném ra ngoài 2 lần nên mình tịch thu 2 món, em muốn tịch thu món nào em? Rồi toàn nó bị tịch thu một hũ vị cay với lại một hũ sữa chua, á lộn cà chua. Rồi tịch thu vách tường nào em? Thôi em gg luôn anh ơi. Em gg luôn hả? Đúng rồi, tịch thu vách tường thôi, gg cho lẹ anh ơi. Gg hả? Đúng rồi, gg luôn. Sao gg hả? Kiểu tịch thu với một vách tường á anh. Với lại hết chơi nổi anh ơi. Hết chơi nổi rồi? Đúng rồi. Trải nghiệm bản thân thôi, toàn chủ yếu vô đây để cho mấy bạn comment là chữ toàn thôi, chứ toàn nó đâu có xoắn đâu các bạn. Nó không có chơi bất kỳ mạng xã hội nên hết đó các bạn, nên không có sợ các bạn. Với xây nhà cho mọi người coi thôi anh ơi. Đúng rồi, biểu diễn kỹ năng thôi, chứ chơi là chủ yếu là chơi cho vui nha các bạn. Rồi tiếp theo là 6 sao, 2 lượt ném. 1 cục. Rồi bạn 6 sao được tịch thu tất cả mọi thứ và ném lại 2 cái. Rồi 500k nha các bạn. Thêm 2 lượt và tịch thu tất cả mọi thứ. 500k và ném thêm 2 lượt. Sao kỹ ta. Trời ơi. Chúng ta sẽ có tịch thu một tấm tôn và ăn vặt. Ok, một món ăn vặt. Rồi anh chọn đậu phộng nha các bạn. Ăn vặt đậu phộng. Và tịch thu một tấm tôn và tịch thu tất cả mọi thứ trong nhà. Rồi mình vừa định tịch thu cái tấm tôn với lại tất cả mọi thứ trong nhà thì anh quyết định là gg các bạn. Ủa sao gg anh? Cũng hết nước rồi các bạn. Khát lắm mà giờ chịu hết nổi rồi. Cái đó chỉ được đồ ăn thôi chứ không được nước đúng không? Mình hết nước rồi. Rồi ok, anh chấp nhận thua. Không sao, nãy thấy được 500k rồi còn được, cũng có chiến lợi phẩm đem về rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi chúng ta còn 7 người. Ủa 6 người các bạn. Rồi tiếp theo là 5 sao và 2 lượt ném. Một lần ra ngoài. Rồi ok, ném ra ngoài được ném lại và cục gạch này là trái cây nha bạn. Rồi chúng ta sẽ có nước và tịch thu vách tường. Chúng ta sẽ có trái cây và nước. Trái cây chỉ được chọn một trái thôi, dụng này là lấy con trái rồi. Rồi chọn trái dưa, dưa lưới và nước là nước gì? Nước thì anh chọn revive. Rồi anh bị ném ra ngoài một lần là bị tịch thu một món đồ và bị tịch thu một vách tường. Món đồ, anh muốn tịch thu món đồ gì?
có món đồ gì giá trị mà chưa sử dụng không? Không có gì vậy là bắt buộc là phải lấy sổ đỏ rồi nha các bạn. Rồi, vậy là anh bị tịch thu sổ đỏ và bị tịch thu một vách tường. À, cái đó giống nhà em quá hả? Này nhà em hả? Nhà em. Như gắt tiếng là bị 24 giờ em ơi. Rồi tình hình nhà này là nhà của An nha các bạn. Nhưng mà đang trong còn thời gian sử dụng thì nhà này vẫn là nhà của năm sao. Ta ở nhà An kìa. Rồi phá vậy được rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là dĩ 4 sao. Dĩ thì nó chơi cái trò này rất là hay các bạn. Một lần nó ném hụt nó bị tạnh luôn, nó lội luôn. Cái lần này ghét lên em. Rồi. Ta ơi đó là 3 cục. 4 cục. Chúng ta sẽ có nước thêm 2 lượt, tịch thu một vách tường và 500k nha các bạn. Rồi vậy thì có 500k, một lon nước và tịch thu một vách tường và ném lại 2 lượt. Nó ném gì vậy? Oh my god, ném gì là tại là 4 cái không vậy? Nước, tịch thu tất cả mọi thứ, đồ ăn no và lại tịch thu thêm một vách tường nữa. Vậy là dễ sẽ bị tịch thu 2 vách tường và tất cả mọi thứ đồ đạc, với lại được thêm cái nước với đồ ăn no. Ok, em được chọn một chai nước và một món đồ ăn no. Rồi nó lấy qua Riot. Rồi đồ ăn lấy gì em? Đồ ăn ha anh. Đồ ăn no là này nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá à. Chắc em lấy cái này đi. Cái này là xôi đùi gà nha bạn. Rồi trong nhà nó chỉ có bật khoai lang với lại chai nước suối thôi bạn. Thu được hai món à. Sau đỏ thì không tính vô đây nha. Và bị tịch thu 2 vách tường, em muốn 2 vách tường nào? Cái vách này với vách này nè anh. Vách này với lại vách này hả? Đúng rồi. Rồi tiếp theo là 3 sao, 2 lượt ném. Chiến, tiếp. Chúng ta sẽ có nước, trái cây, ăn vặt và ném ra ngoài một lần được ném lại và tịch thu một món đồ nha bạn. Rồi được, nước, ăn vặt và trái cây. Đó, chọn nước, ăn vặt, trái cây. Nước. Lấy này đi. Rồi trái cây, trái táo ha. Cái táo đi anh ơi, đúng rồi. Con trái à? Ủa con trái vậy? Đúng rồi, con trái rồi. Ok. Và do ném ra ngoài nó được ném lại một lần nha bạn. Oh my god. Ném ra ngoài, lại bị tịch thu thêm một món và được ném lại. Chúng ta sẽ có là thêm 2 lượt tịch thu tất cả mọi thứ, ăn vặt, trái cây, lại được ném 2 lượt nữa. Oh my god. Rồi chúng ta lấy quà tiếp nha. Trái cây và quà ăn vặt. Này đi. Rồi trái cây, trái táo nữa ha. Nó trái táo nữa đi anh ơi. Lấy hết luôn cà chua quanh ngán lắm. Rồi ok, thêm một tay táo nữa. Rồi có cục gạch thêm 2 lượt nha bạn. Mà tỏi sao? Ném là 4 cục không có ta. Chiến thằng. Tao hả? 2 cục. Rồi chúng ta sẽ có nước, đồ ăn no, trái cây, ăn vặt, tịch thu 1 tấm tôn. Ăn vặt, nước, trái cây và đồ ăn no, mọi thứ được lấy một cái. Bạn 3 sao được rất là nhiều đồ ăn luôn nha các bạn. Nhưng mấy món đồ ăn này là sẽ không có tính vào tịch thu, do này được do lấy được từ thử thách đó bạn. Nên mấy món tịch thu bây giờ là tịch thu những thứ, có tất cả những thứ trong nhà nha. Tình thường là cái này có cái hộp không bạn, đâu có cái đầu tịch thu. Là trong nhà của 3 sao là không có cái gì để tịch thu hết. Và đếm ra ngoài 2 lần là tịch thu 2 món. 2 món đó thì không có gì luôn, thì bắt buộc là phải tịch thu sổ đỏ và một vách tường hoặc là tấm tôn. Em muốn tịch thu vách tường hay tấm tôn? Lấy cái vách tường đi. Vách bên nào? Bên kia. Rồi, bị tịch thu vách bên này. Và nãy có một cái lá là tịch thu tấm tôn đó nha bạn. Vậy là bạn này sẽ lấy một vách tường và một tấm tôn. Mệt cực kỳ nha bạn. Mình đã phá xong. Mệt cực kỳ, bây giờ còn viên đóng đổ nát. Và lúc phá mình phát hiện là cái cột này mà khi mà nó không có cái bức tường nào giữ á thì nó sẽ dày đó bạn. Em có chắc là muốn để lại cái cột này không em, hay là để tối ngủ trải nghiệm đang ngủ đè vô đầu? Chắc em nghĩ thôi anh. Bỏ ra đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, vẫn xài được kìa. Rồi, ok. Rồi cuối cùng là nhìn ra làng lá. Em ném yếu yếu lần em, nguy hiểm quá em. Trời ơi. Ông kêu ông hại nhà em. Em hại ông. Rồi, chúng ta sẽ có là tịch thu một tấm tôn, một chai nước, trái cây, 500k, ăn vặt và tịch thu thêm một vách tường nha bạn. 500k. Cho em xin. Ăn vặt. Nó là bánh bon này đi. Nước còn lội thôi lấy đại luôn ha. Dạ, thôi có... Rồi ok, hết người chơi nha bạn. Và An sẽ bị tịch thu một tấm tôn và một bức tường. Rồi An nó chọn là lấy cái vách tường phía sau, vách tường nhỏ xíu.
và cái tấm tôn bên đây nha bạn. Mình làm lẹ luôn nha, quay làm gì có thời gian quá. Dứt. Rồi. Mình phá hai vách tường của vậy bạn, nó đòi hai vách này. Kết quả là giờ còn có hai vách rồi, chỉ là cái mái tôn à. Rồi anh phá xong chưa? Xong rồi em. Rồi em xin đầu hàng nha anh. Cơ gờ hả? Đúng rồi. Sao cơ gờ hả? À, vì cái trình xây nhà của em anh, giờ hai vách này nó hơi yếu nè. Nên chắc ngủ tối sợ đăng sức. Nên em gờ luôn sẵn cho anh phá chơi vậy á. Trời ơi. Nhà này ở gì đó các bạn ơi, được rồi. Phá vách tường cái nó gãy cái cột luôn rồi, nhà này hết xài được rồi nhé bạn. Khỏe không anh? Phá vách khỏe ha. Đó, tuyệt vời không? Ok, dĩ GG vì nó cả mấy căn nhà này không còn an toàn để ở nha bạn. Dĩ tạp rồi, hiện tại là 34 tiếng và chúng ta lại có thêm một người đầu hàng tiếp theo. Anh năm sao, đủ sao đầu hàng anh? Đầu hàng luôn các bạn ơi, đầu hàng luôn các bạn ơi, tại vì giờ hết đồ ăn rồi. Với hai đó là mình đang bận cái việc nhà, chắc mình phải đầu hàng về trước. Nãy mới có cuộc gọi, gọi về nhà làm việc, công việc gì các bạn nên đầu hàng. Ok, dạ. Thôi vậy trải nghiệm thôi ha. Dạ, sao, dạ. Cảm giác sao? Thử thách dễ ăn không? Khó ăn lắm anh. Mệt cực kỳ các bạn. Nói người quay còn mệt nữa thì người chơi thì mệt cỡ nào các bạn. Ok, tạm biệt. Chào các bạn nha. Mình thì chính sao nhưng mà lúc hồi trưa á thì bên trong nhà của mình á là bị biến thành hồ bơi rồi. Nên thành ra bây giờ mình phải ra ngoài sân của mình ngồi mình ăn nha các bạn. Tại lúc nãy chơi thử thách nữa, bị tịch thu hết tất cả các đồ rồi. Giờ chỉ còn được cái phần đồ ăn mà lúc hồi nãy chơi hết còn thôi. Nên hôm nay mình ăn tối với cái bàn đồ ăn này nha các bạn. Mời các bạn nha. Buổi tối mình chỉ có nhiêu đây thôi các bạn à. Tại vì bị tịch thu hết đồ ăn rồi. Chào các bạn nha. Mình thì được 8 sao. Nãy mình chơi trò chơi thì bị tịch thu 3 món đồ thì mình gói đồ là mình bị tịch thu hết rồi, nhưng mà bù lại mình vẫn còn đồ ăn với lại nước nha. Thì tối nay chắc là mình ăn lại bánh sandwich với lại uống nước suối thôi. Rồi mình sẽ đi ngủ rồi ngày mai sẽ tính tiếp. Ăn bánh mì này thì nó khô lắm rồi. Thôi buổi tối mình thì chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Rồi chúc các bạn ngủ ngon nha. Chào các bạn nha. Thì chiều nay mình thi thì may mắn là được quá trời đồ ăn với nước uống luôn. Nhưng mà xu một cái là nhà mình mất hết rồi. Mất cả cái cột luôn. Giờ mình xin mời các bạn nha. Mình ăn tối đây. Nay mình ăn mì xào xá xíu nha. Quá đã, qua tới ngày mai luôn. Ok, chúc các bạn ngon nha. Mình thì 2 sao và sau khi mình chơi trò chơi thì mình mất tất cả mọi thứ rồi bạn. Nhưng không sao. Hiện tại thì mình đang bị hình phạt đó chính là hoán đổi nhà. Và mình đang ở cái nhà, ngôi nhà này hình như là ngôi nhà 5 sao các bạn. Bị mất một cái vách phía sau, một cái mái. Nhưng chỉ ở 24 giờ thôi nên không sao các bạn. Và tối nay thì mình sẽ ăn bánh bon, chén miệng là táo và uống nước suối nha các bạn. Nó ngon kìa. Giờ thì mình sẽ ăn hết đống này, sau đó thì đi ngủ và chờ tới giờ đậm giải thôi bạn, đơn giản. Rồi hiện tại là 9 giờ tối và đã được 33 tiếng rồi nha các bạn. Hiện tại là mình thấy là mọi người đã bắt đầu ngủ rồi. Như đây, bạn này bị nét bát cái vách và vẫn còn chơi tiếp bạn. Chống cây tre vô làm là cây cột và chơi tiếp nha. Rồi phía bên đây thì đây là nhà của bé An nhưng mà được đổi hả An? Dạ đúng rồi. Ổn áo em? Dạ ổn mà. Nếu mà trừ ra không có mũi thì nó sẽ rất là ổn. Dạ. Sao thấy tấm tôn nó mất tiêu rồi? Bị tịch thu anh ơi. Mà nhà đâu phải của em đúng không? Dạ đúng rồi. Hay sau 24 giờ là em trở về coi nhà mến gì của em. Đúng rồi, hợp lý. Hay em. Rồi đây là bạn 9 sao bạn. Hiện tại là trong đây là đầy nước, không thể nào mà ở được. Nên bạn đó ra ngoài máy hiên cho là lúc mà cấp đất thì vẫn còn một miếng máy hiên các bạn. Nên mọi người là vẫn đồng ý là cho bạn này ngủ ngoài máy hiên nha, chứ trong đó nước dẹp đâu ngủ được đâu. Nói chung là xây dựng các hông bên có máy hiên. Phía bên đây thì 8 sao. Anh này anh chỉ bị nát cái đôi dách đằng sau thôi nha các bạn. Vẫn còn sử dụng tốt. Ok, nói chung là tối nay nếu mà có mưa thì chắc là bé An là sẽ bị tắm mưa. Rồi bạn chính sao cũng tắm mưa. Còn hai bạn kia thì chắc ok các bạn. Tối nay mưa thì mình sẽ quay nha, còn mưa thì ngủ tới sáng nha các bạn. Rồi hiện tại là 8 giờ sáng và thử thách được 44 tiếng rồi nha các bạn. Chúng ta đã đến với vòng cấp đồ ăn sáng.
Và vẫn như là buổi sáng hôm qua thì chúng ta lại tiếp tục ăn bánh mì nha các bạn. Nhưng bánh mì này nó có gì đó hơi lạ lạ. Mọi người ăn nhớ chú ý nha, nó có những cái lá hâm ở trong bánh mì. Đầu tiên thì lại ưu tiên cho anh mặc áo làm vlog. Cũng được, ổ nào cũng được một ổ thôi. Rồi ok. Đây nó có ổ bánh mì thì nó thường có cái tờ giấy các bạn. Trong giấy nó thường là mấy cái giấy đúng rồi, có cái gì. Đó là lá hâm á. Em ăn có may mắn không? Rồi, anh được ổ bánh mì mắc một bức tường nha các bạn. Tình hình là nhà anh hôm qua mới mắc bức tường phía bên kia. Rồi hôm nay anh muốn mắc hai bức tường bên đâu nữa? Rồi mắc hai bức lần trước nữa nha. Và được một chai nước suối. Nói chung là game này thì mình cứ việc cấu rỉa từ từ thôi các bạn. Chơi hỏi cấu rỉa mà cứ mắc to mắc từ từ các kiểu và mới đầu hàng nha. Chứ ở trong cái nhà gạch này mà nó thoải mái chơi 7-8 ngày luôn các bạn. Và đặc biệt còn được cấp đồ ăn nữa. Nên mình chơi theo phương thức cấu rỉa nha. Rồi tiếp theo là chính sao. Rồi ok. Chúng ta xem có cái lá hầm may mắn gì. Chúng ta sẽ được nhận thi bộ bánh mì nhất luôn rồi. Ăn bằng hai ổ luôn. Ờ hai ổ luôn sao hết ta. Ồ rất là may mắn luôn. 500k. Đây là bánh mì 500k nha các bạn. Rồi 500k. Rồi tiếp theo là bạn 3 sao. Bạn này đã bị mắc một bức tường. Một tấm tôn. Mắc hai tấm tôn. Rồi tiếp theo là lá hâm mắc thêm hai tấm tôn. Bạn này còn có một tấm mà. Vậy là phải mắc luôn cái miếng tre luôn cho đủ hai tấm ha. Còn tấm thì phải lấy luôn cái tấm này bạn. Tấm này cũng như tấm tôn luôn. Và cuối cùng là ăn còn hai ổ bánh mì và một chai nước. Hôm nay em được sự lựa chọn à. Ờ hấp dẫn à. Tại em chọn ổ này. Tại có cái lá nó mắc hết tất cả mọi thứ luôn rồi. Nên nó mới có nhiều sự lựa chọn như vậy. Ôi ăn rất là may mắn luôn các bạn ơi. Ăn mắc một tấm tôn. Nhưng mà rất tiếc là nhà này đâu phải của ăn đâu, mắc khỏi máy ăn đâu bị gì đâu. Dạ đúng rồi. Rồi tập thu tấm tôn cuối cùng của nhà ở ké ăn nha các bạn, nhà trọ của ăn nha. Đâu phải nhà mình đâu mình phải sợ các bạn. Sợ của máy, lấy, giờ lấy luôn cái vách này luôn cũng được nữa, vẫn chơi được nha. Rồi tiếp theo bạn 3 sao mình tập thu 2 tấm tôn các bạn. Nhưng mà ở đây có một tấm tôn nên mình tập thu thêm cái máy che nữa cho đủ 2 tấm tôn nha. Cái tấm bạc vô 2 tấm tôn. Thoải mát. Bây giờ anh này chỉ cần tập thu thêm 2 vách tường nữa là coi như khô rồi nha các bạn. Do không còn tường thì đâu ở được đâu. Sụp bả cái máy xuống luôn rồi. Gán được bóng vô tập thu vách tường đó nha anh. Rồi hiện tại là hơn 12 giờ trưa rồi các bạn ơi. Vào khách đã được 48 tiếng rồi. Game bắt đầu khó hơn gấp 2 rồi nha các bạn. Nhưng mà trước khi khó thì mình bắt đầu là có một cái dòng gì đó cấp đồ ăn. Hiện tại là còn 4 người chơi. Và vẫn là như thường lệ ưu tiên cho bạn áo long vlog bấm trước. Đây là một cái vòng quay. Trong cái vòng quay này sẽ có là mì ý nè, hamburger nè, gà rán. Chúc mừng bạn mắng nó mắng lần sau với lại một bịch này hướng dương nha bạn. Gồm có 3-4 phần đồ ăn và một lá không có gì hết. Rồi mời bạn bấm luôn. Chơi như vậy mới thú vị chứ ai cũng được ăn thì không có vui nha bạn. Chúng ta sẽ có là một cái hamburger và một lon Pepsi. Wow. Khoan khoan để cho tận tay chứ anh. À chụp hành cái. Là sao hả? Trao quà cho những người dân vô gia cư anh. Đâu còn nhà mà vô gia cư. Sắp rồi. Rồi tiếp theo là bạn nam 9 sao. Rồi chúng ta có gà rán cộng với lại nước đá. Có trao quà không em? Đây. Vậy là chúng ta đã trao được 2 suất ăn miễn phí nha bạn. Chỉ còn có 1 suất nữa thôi. Sau cái suất này nữa là không còn gì gọi là miễn phí nữa. Chắc suất bạn này bánh thật sâu quá. Tài ơi. Oh my god. Suất ăn cuối cùng thuộc về bạn này. Đó chính là mì ấy cộng với lại lon nước tăng lực. Tới rồi, thời tới rồi. Sao em nhỏ dữ ha. Em bấm cái luôn. Em bấm cái. Bấm đâu mắc lực luôn em. Wow, em hên lắm, em chúc được rồi, chúc bạn mắc lần sau rồi. Đây. Rồi, hiện tại là đã được 50 tiếng và 2 giờ trưa nha các bạn. Vậy là ăn đã xong 24 tiếng chịu đựng trong căn nhà của người khác rồi, về nhà của em. Dạ. Sao 24 tiếng ở nhà người ta sao em? Cảm thấy tồi tàn phải đái vậy. Giờ còn gì nữa đâu, nhà người ta nát hết rồi. Dạ đúng rồi. Trở về cái ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nè. Rồi, giờ nhà ăn còn mới lắm các bạn ơi. Trời ngon ghê không? Trời mát kìa. Ờ
tự đi phá vách tường rồi nhà em khói ngoát hẳn ra. Đầy đủ vách, đầy đủ tôn nha bạn, không thiếu tấm tôn nữa hết. Và cái bể bơi 24 giờ của bên chính sau cũng đã hoàn thành nha bạn. Rồi ok mọi người tắt ra. Rồi hiện tại là 5 giờ chiều mấy bạn ơi. Và thử thách đã được 53 tiếng rồi, mọi người bắt đầu mỏi mệt các kiểu rồi. Mình phỏng vấn thử nha. Đầu tiên là anh mặc áo làm vlog. Sau 50 mấy tiếng thì giờ cảm giác sao? Vẫn cái bình thường. Bình thường hả? Như nghỉ dưỡng hả? Như nghỉ dưỡng vậy thôi. Vậy là phải có nhiều cái hầm loại bỏ ảnh rồi các bạn ơi. Ăn sao em? Cảm thấy như là mình ở tù á, mà tự kỷ á. Tự kỷ cực mé. Để anh sẽ cố gắng giải thoát em. Còn bạn này nhà còn có hai cái vách à. Okay. Thì mọi người cứ thử phơi nắng trong 3 ngày mà phơi đủ 24 tiếng thì biết cảm giác của em bây giờ. Mấy ngày đầu còn có nóc mà. Mới ngày hôm nay mắc nóc rồi. Nó xiên đó anh. Xiên qua luôn hả? Tại vì tường nhà em như cái chuồng heo vậy. À tức là bây giờ là đang cảm thấy mình đau khổ đúng không? Đến đâu quá đến đâu. À muốn giải thoát đúng không? Rồi tiếp theo là bạn chính sao? Còn em thì cảm giác sống 2 ngày như 2 tuần vậy. Kéo dài ra. Nhưng mà vẫn còn khỏe lắm. Em vẫn còn khỏe. Tại vì em chính sao rồi ăn em thoải mái mà. Giờ em vẫn còn khỏe lắm. Nói chung là càng chơi thì càng mỏi mệt thôi bạn. Nên bây giờ là đến cái vòng gọi là trò chơi cấp tiền để mua đồ ăn chiều nha. Chứ không có vụ cấp đồ ăn chiều nữa. Mà chỉ xem là cấp tiền để bán đồ ăn chiều. Và ở đây là mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái chồng gạch. Mỗi chồng có 3 cục. Và những cái cục gạch này là có số tiền ở trong mấy cái lỗ gạch đó bạn. Cứ rút cái cục nào ra thì sẽ được tiền trong cái lỗ gạch đó. Và giữ thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà ai làm ngã xuống thì sẽ có một cái vòng quay hình phạt nha bạn. Mình sẽ quay hình phạt luôn. Đây, chúng ta sẽ có 6 hình phạt. Đó chính là tịch thu 1 vách tường, 2 vách tường, 3 vách tường và 1 tấm tôn, 2 tấm tôn và 3 tấm tôn. Nói chung là như vậy để cho bớt đau khổ bạn. Cho sụp luôn cái nhà. Ai sụp cái nhà bằng khua nha. Ok, đầu tiên là ưu tiên cho bạn 8 sao có áo làm vlog. Rút trước lợi thế là vẫn còn rất là mới, dễ rút. Chút nữa nó nghiêng ngã là khó rút lắm. Bây giờ mình rút trước, mình cố gắng mình làm nghiêng cho người thứ hai khỏi rút luôn. Và mỗi người chỉ có 30 giây để lấy cục gạch ra thôi nha bạn. Lấy không được đồng nghĩa việc là như là cái chồng nó bị ngã, vậy là phải bị phạt nha. 30 giây thôi, mỗi người 30 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ không có suy nghĩ, bị suy nghĩ quá là một tay thôi mà chọn cục nào phải lấy cục đó. Chơi cút gây cút gỗ á, chơi cút gỗ vậy. Ngã là không có tính đó nha. Phải cút ra được còn nguyên vẹn mới được. Đúng rồi, đừng có đổi bên, nhưng nghĩ sao đúng một cục thôi. Còn 6 giây, 5, 4, 3, 2, 1, rồi. Rồi bạn ham lam. Ham lam, cục này cục 5 sĩ nha bạn. Ekip chương trình mình là để cục 5 sĩ không có thể nào lấy được đâu các bạn. Vậy là bạn 8 sao bắt buộc phải có hình phạt. Rồi ok, chúng ta sẽ bấm xem hình phạt của bạn 8 sao là gì. Do cái tội làm ngã các bạn, mới vòng đầu tiên đã thử rồi. Rồi, tịch thu 2 vách tường. Rồi, tình hình là mình qua nhà của bạn 8 sao thì phát hiện ra nhà còn đúng 2 vách tường luôn các bạn. Đây, bên đây một vách và bên đây một vách. Cái cột vẫn tính là vách tường chứ không phải cái vụ mà đập xong lấy cái cây chống lên là nó hoàn thành đó bạn. Nên 2 vách tường thì tịch thu và đồng nghĩa với việc là cái nhà nãy sụp rồi. Nên bạn 8 sao phải bị lội. Bị thua rồi bạn ơi. Tiếc quá. Ok, kết thúc bất đau khổ. Đúng rồi. À nãy mình quên nói số vòng bạn, tụi mình chơi đúng mà. Ngã đúng 4 lần là dừng cuộc chơi nha bạn. Ngã nhiều quá là xong hết, không còn ai còn gì hết luôn. Nên chơi đúng 4 lần ngã. Và kết quả là ngã 1 lần rồi nha. Còn 3 lần nữa. Và lần này là tới bạn chính sao được ưu tiên chơi trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây. 10k hả bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Một tay thôi nha. Rồi, xong phê rồi. Rút ra phải không ngã mới được nha mọi người. Được rồi. Oh shit, được rồi. Oh my god. Trời ơi, tim ngừng đập luôn. Nam sĩ, ở đầu nam chuột nha bạn. Rồi, tiếp theo là bé ăn. Rồi, ăn ok cho em. Dạ rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời ơi. Diễu em lấy ra cho mọi người coi Diễu em.
Oh, 20k. Ăn chắc mặt bền nha bạn. Rồi, tiếp theo là 9 sao. 3, 2, 1, bắt đầu. Mọi người rút kinh nghiệm từ bạn 8 sao, bạn rút những cục an toàn thôi. Không, cục này có nguy cơ lắm nha. Rồi, lấy xem cái camera man xem nhiêu nè. 10k bạn ơi, ăn chắc mặt bền nha bạn. Tiếp theo là 3 sao. Ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Cục này mình thấy có 10.000 các bạn ơi. Căng thẳng tới đây nè. Rồi, 10k nha. Oh my god. Tiếp theo là ăn. Ăn. Rồi, còn thấy rồi. Dạ, dạ rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ. Oh my god, cục gì đâu dễ chứ. Có gì không? Ok. Không có gì hết. Cục quá dễ, không có gì hết. Bắt đầu em muốn điên nữa nè. Có cái tờ 50 này là cục rồi, tới em luôn nha. Ok, trong cho bấm à. 3, 2, 1, bắt đầu. Oh, hấp. Cục nó tỷ lệ tạch cao lắm nha, mà chọn rồi không được chọn cục khác. Rồi, gọi nghiệp bạn chính sao rồi. Thao không, bắt. Cái tay lấy ra coi chừng nó đè vô cái tay ấy nha. Thôi tạch thôi. Đừng, đừng coi thường, đừng bao giờ coi thường người khác. Đôi khi cũng có những kẻ đáng để coi thường. 8. 7. 6. Oh my god. 5 chột. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, khó nhau rồi, khó nhau rồi. Dám ra lắm á, dám ra được lắm á. Ủa, mày có tiêu ăn rồi, mày nó mày ra cung này là... Năm chục. Quách đời heo. Đã lắm. Tiêu ăn rồi. Từ từ chém một hồi nha, coi nha. Đúng một cục năm xị nữa thôi. Còn đúng cục này à, thôi chọn luôn ạ. À. Em chọn cục năm xị à. Em lụm cục năm xị luôn. Dạ rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi đó, bên đó lại. Thôi anh nghĩ là em phá vách tường em rồi anh ơi. Ôi, cục nắp xỉ này nó còn gánh mưa. Từ 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 chưa. Không coi ra được. Coi ra được là chết ông chính sao. Không, không ra được rồi. Thôi chết rồi, chết rồi. Một tay em. Dạ, dạ quên. 14 giây nữa. Thôi nên té ra. Dạ. Ăn cả nhau được không? Nắp xỉ rồi chứ ăn. Ok. Rồi, ăn sẽ được hình phạt. Để chúng ta xem hình phạt của ăn là gì nha các bạn. Bấm cái coi hình phạt của ăn là gì các bạn. Nếu như tấm ton thì đỡ vách tường nha các bạn. Rồi em thịt. Ba vách hết vô hết luôn. Em còn vách nào nữa đâu. Tịch thu 3 vách tường. Ôi, top 2. Còn đúng 3 vách à. Chúng ta điểm số vách của ăn nha các bạn. 1 2 3 Trời ơi. Em mà vô 3 tấm ton hay là 1 vách tường hay là 2 vách tường thì có thể chơi tiếp rồi em. Đúng rồi. Rất là tiếc là em đã được giải thoát rồi. Yeah. Mọi người rút chiến quá. Bắt tay chứ, hết mời mà. Dạ, cảm ơn anh ạ. Lần được... sau mời em sẽ không tham gia nữa đâu. Quá. Vậy là mình phải tỉ gan mới rồi. Bạn nào tên ăn bình luận dưới video, mình sẽ liên hệ với bạn vào tham gia team mình nha. Là còn 2 vòng nữa. Chúng ta phải đổi ăn rồi các bạn. Rồi, chúng ta còn 2 vòng nữa mới kết thúc cái trò chơi nha các bạn. Và vòng thứ 3 bạn chính sao được chơi trước. Chúng ta chỉ còn 2 người thôi. Chính sao ưu tiên chơi trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Ồ, anh chơi. Lấy tầm ngàn đỡ đi chứ. Ngàn thôi nha các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo 3 sao, suy nghĩ. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, chọn rồi là không được chọn lại rồi. Không, không, bạn này chơi rồ đó các bạn, đừng lo các bạn. Không, không, tỷ lệ tập cũng có nha. Oh, my god, chiến thần, toàn là chiến thần. 101 đây. Rồi, tiếp theo là 9 sao. 3, 2, 1, bắt đầu. Ông lựa lựa cũng dễ không à. Cũng trống không. Rồi, tiếp theo là 3 sao. Ok chưa? Giờ là em lấy cục này nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Rồi, 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 rồi. Có gì không? Cục gạch lõ luôn anh ơi. Không có gì hết luôn, tới 9 sao. Ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Để tới cục dễ không ta? Ôi trời ơi. 10k. 10k nha mấy bạn. Tiếp 3 sao, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, chúng ta khóc rồi. Rồi, ông này ông chọn đường giết người anh ơi. À, chơi những cái cục khó nhưng mà có 30 giây thôi nha, 20 giây rồi đấy. Đó là 10 giây rồi đấy. Đó, chiến hàng ra. Rồi, ông này chắc ông chùm. Chùm đó. Oh my god. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Không được rồi. Một tay thôi, một tay thôi. 3, 2, 1.
Rồi, bạn 3 sao đã bị ngã rồi nha bạn. Chúng ta sẽ xem hình phạt. Bắt đầu. Tịch thu 3 tấm tên. Mà bạn này không có tấm tên hết thì chúng ta chỉ xem tịch thu 3 bức tường nha bạn. À, tình hình là nhà của bạn 3 sao chỉ còn có 1 bức và 2 bức thôi bạn. Đâu đủ 3 bức đâu thì bị lỗi rồi. Xong luôn rồi. Sao ai cũng vô 3, không ta không vô 1 mà vô 3 kìa ta. Rất là may mắn các bạn. Vậy là tạm biệt. Chắc tiếc chơi, chơi hơi ác là giờ chiến đó các bạn. Đó là còn một cục đó ở giữa với cục gì cuối cùng thôi, cục với cuối cùng luôn được. Mà ghé cho em mà rút cục đó là các bạn chính sao này lộng cộng liền. Chơi lại mấy cục rất là hiểm luôn. Ok, vậy bạn chính sao. Nhà bạn đó còn rất là mới luôn, chúng ta cùng qua xem cái. À, nói chung là các bạn rút kinh nghiệm lần sau thiết kế nhà cho nó hoành tráng tràn lên các bạn. Một cái này hả? Cái này. Đúng rồi, vách đi với mặt trước anh. Cái này không có thể là tích nửa vách thôi, quá nhỏ các bạn. 1 2 3 4 5 năm rưỡi sáu vách bạn. Nói chung là có cái phòng nó lại thêm vách thôi các kia đó nè. Ở đó là một lỗ hổng nhưng mà cũng phải tính là do cái sự chăm chỉ, sự rồ thì xây nhiều vách tốn thời gian hơn hoặc là xây nhanh hơn nó xây được nhiều. Mọi người xây chậm hơn mới xây được có 4 vách nè. Còn mình rồ mới xây được nhiều vách nha bạn. Và đặc biệt là tôn thì còn rất là nhiều, còn hai tấm tôn nữa bạn. Rồi, chiến thắng mười củ. Rồi, cảm ơn. Thấy bạn này là y như là top 1 server game không công bằng tí nào hết. Ok, vậy là mình đã kết thúc được cái video này. Tốn 2 ngày để xây và 3 ngày để chơi đó nha các bạn. Ok, bạn đã thích cái series của mình thì để một like, chia sẻ để mình nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip khác. Và bạn đã thích cái series này các bạn nhấn like mạnh tay để đủ 300k like tụi mình làm tiếp. Nghĩ từ các bạn nên nhấn chậm lại tí, tại mình thấy lợn ăn nó bắt đầu nó quá điên các bạn, nó không còn muốn chơi nữa. Tập sau mình sẽ tuyển ăn khác nha các bạn. Ok, tạm biệt ăn nha, tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Đi tạm biệt.